Dạ, em chào mấy chị. Em chào chị Trang Thu, em chào chị Tuyết Nguyễn, em chào chị Kim Cúc ha. Hàng Pháp hôm nay nó về mấy chị. Thì em like luôn. Nếu như mà like sớm á, thì coi như hàng Hàn Quốc nó có về luôn cùng lúc luôn á. Thì coi như nếu như còn sớm á, thì coi như em like luôn hàng Hàn Quốc ha. Còn không thì em like cái hàng Pháp thôi. Nó có nhiều món về mới đó mấy chị. Nó có nhiều món về mới ha. À cái chai dùng dịch bé gái nữa. Chỗ này. Thấy hết. Mấy chị vô đông đông chia sẻ like với em ha mấy chị. Vô đông đông chia sẻ like với em nha. Nước hoa Suddenly rồi cũng có về luôn rồi mấy chị. Vô đông đông chia sẻ like với em nè. Em chào chị Cúc Nguyễn ha. Tại vì hôm nay không có tính like, mấy chị đang đang dọn kho, dọn hàng rồi lại, sắp xếp hàng rồi lại, thành thử là em đợi hàng đi rồi xong hết rồi á, mà hàng hàng Pháp về, nó về tới 2 thùng bự lận, với lại là hàng Hàn Quốc về nó chật quá, nên em lên em like luôn, em lên em like luôn. Để khoan từ em gọi con Ngọc thử đó nha. Em nói Ngọc nó lên coi like, tại vì em không biết là nó đã gửi hàng chưa. Chị đang like, có gì em mở cái điện thoại em coi, rồi chị nào hỏi cái gì em trả lời luôn nha. Còn nhớ lên đơn sớm cho thằng Trường hay Ngọc. Rồi em lên like luôn nha mấy chị ơi, để lát Ngọc nó lên nó coi thử nha chị Trang thôi, do em không có em không có chốt hàng á, nên em không biết là hàng chị đã đi chưa đó. Hàng chốt là gửi rồi. Cái chai dung dịch của chị về luôn rồi chị Huyền Trân. Cái chai dung dịch chị đặt nó về luôn rồi đó. Rồi em lên từng món nha. Đầu tiên là em lên cái sữa ông chúa nè. Cái sữa ông chúa là đợt này là coi như là nó sale, coi như là nó sale rẻ lắm luôn á, mọi khi là 650.000 20 ống á mấy chị, mọi khi là 650.000 20 ống. Nhưng mà đợt này á thì nó sale á. Giá còn có 520, 520 một hộp 20 ống thôi. 520 chục ngàn mà 20 ống. Giá sale rất là rẻ luôn nha. Ủa khoan từ nha, để em tìm cái đồ cắt.
rồi chị, sữa rửa mặt một ngày chị rửa 2 lần, sáng sau khi ngủ dậy rồi tối trước khi đi ngủ. Sữa rửa mặt một ngày mình rửa 2 lần nha, sữa rửa mặt là một ngày mình rửa 2 lần. Mình cũng không nên rửa nhiều quá, mình rửa nhiều quá thì cái da của mình nó sẽ dễ bị khô. Không nên rửa nhiều quá, rửa một ngày 2 lần cho em là được. Đây cái sữa ông chúa này mấy chị, cái mẫu này mẫu mới nha. Cái mẫu này là mẫu mới nhất luôn nè. Đó cái sữa ông chúa nè, mẫu này mẫu mới nhất luôn. Cái date của nó, ây da cha. Cái date của nó là tháng 7 năm 2022 nè mấy chị. Mẫu này mẫu mới nha. Ở nhà em vẫn còn mẫu cũ nè. Ở nhà em vẫn còn mẫu cũ nè. Cái mẫu cũ thì cái date của nó năm 2021 nè mấy chị. Đây cái mẫu cũ của nó là cái date tháng 7 năm 2021 nè. Nó mới thay đổi bao bì nha. Nó mới thay đổi bao bì cái mẫu cũ này. Cái mẫu cũ này là lúc em mua là giá còn cao luôn á, giá này là tới 650 lận luôn á, 650 luôn á. Thì bây giờ là về cái mẫu mới nè. Đó, về cái mẫu mới, cái date của nó là năm 2022 này mấy chị. Giá sale là coi như là 500 520 ngàn. Một hộp như vậy là 20 ống ha. Một hộp như vậy là 20 ống, mỗi ngày mình uống một ống ha mấy chị. Và những cái ngày mà mình hành kinh á thì mình không có uống. Những cái ngày mà mình hành kinh là mình không có uống cái sữa ông chúa ha. Cái công dụng của nó là tăng cường cái hệ miễn dịch nha mấy chị. Cái sữa ông chúa cái công dụng của nó là tăng cường hệ miễn dịch nè, giúp bảo vệ sức khỏe ha, tăng cường thể lực, trí lực và giảm mệt mỏi. Những chị nào mà ví dụ như ở trong cái độ tuổi mà tiền mãn kinh đó mấy chị, hoặc là những cái độ tuổi mà ví dụ như đang trong cái độ tuổi sinh đẻ rồi đó, mình uống cái sữa ông chúa này rất là tốt luôn. Đó, nó là dùng cho người lớn tuổi hoặc là cái người mà vừa bị ốm dậy, những cái người mà bị suy dinh dưỡng, cái kiểu là giống như là bị mới bị ốm dậy á, cái thể trạng của mình nó bị suy nhược đó mấy chị. Đó, rồi coi như là đối với phụ nữ thì nó có công dụng là coi như là chống lão hóa, với lại là nó tốt cho tóc, nó tốt cho tóc. Giúp ngủ ngon nè, giúp giảm stress nè mấy chị. Đó, dùng được cho người từ 18 tuổi trở lên nha, không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Giá của nó đã giá đang sale là 500 550 nha mấy chị. Nó có các cái thành phần mà axit amin rất là cao nè, prolin nè, lysine nè, axit glutamic nè. Đó rồi nó có bổ sung thêm, nói chung là có nhiều chất nữa mà em không có đọc được thành phần ha. Rồi nó bổ sung vitamin A, C, D, E rồi gì tùm lum tà la hết, khoáng chất là canxi, đồng, kẽm, sắt, magie rồi. Nói chung là uống cái này rất là tốt. Đó là em về là có hàng cho chị Nguyễn Hồng luôn, 10 hộp luôn đó nha chị Nguyễn Hồng ơi. Có về cho chị luôn rồi nè. Cái túi hồng là cái set của Estée Lauder, bữa em có đăng bài á chị Phương. Đó, một hộp vậy là giá sale của nó bình thường là giá là 650 lận, em vẫn còn ở đây là 2 hộp 650 lận đó. Đó mà đợt này về coi như nó thay đổi bao bì nè, nó sale xuống còn có 550 à, bình thường là giá 650. Dạ rồi ok chị. Ok chị ha. Chị, em còn 3 cái hộp mẫu cũ á, giá nó vẫn là giá cũ á, nhưng mà em tính giá sale cho chị luôn, em gửi cho chị 3 cái hộp mẫu cũ xong rồi chị dùng trước cái hộp mẫu cũ giùm em cái nha. Em còn 3 hay 2 hộp gì mẫu cũ á. Cái giá mẫu cũ vẫn là giá nghiêm luôn á, vẫn là giá mà 650 luôn á, nhưng mà bây giờ em ấy cho chị luôn. Thì coi như chia qua chia lại đi, chứ bây giờ em còn 3 cái hộp mẫu cũ nè, thì cái date nó là năm 20 tháng 7 năm 2021 thì chị về chị dùng cái này trước giùm em cái nha. Còn cái mẫu này mẫu mới nè. Đó cái mẫu cũ với cái mẫu mới nè, cái mẫu mới thì cái date của nó là năm 2022 nha chị. Đó. Còn 2 hay 3 hộp gì cái mẫu cũ á chị về có gì chị ấy luôn. Cái mẫu cũ là giá nó 650 như đợt trước chị lấy luôn á, là nhập về chung cái đợt của chị lấy á. Đó còn cái này là coi như mẫu mới ha, giá sale là còn 550 nha. Giá sale là còn 550. Rồi cái bộ chị Phượng hỏi cái bộ này không? Cái bộ này là cái bộ mỹ phẩm của Estée Lauder nè, cái bộ này là giá là 1 triệu mốt 50 nha, cái này hàng Pháp nha mấy chị. Hàng Pháp nha. Cái bộ Estée Lauder bữa chị Phượng lấy là hàng Mỹ, còn cái hàng này là hàng Pháp nè. Đó, giá là 1 triệu mốt 50, cái túi là túi da mấy chị, cái túi nó dễ thương lắm luôn á.
Ở bên trong nè, nó sẽ có rất là nhiều món. Cái này là cái tuýp sữa rửa mặt ha mấy chị, cái tuýp sữa rửa mặt nè, 2 trong 1 ha, tuýp sữa rửa mặt nè. Cái em coi thử bao nhiêu ml nha, 30 ml. Tuýp sữa rửa mặt nè, 30 ml của Este, cái dòng lụa đỏ nha mấy chị. Cái này là bộ dòng lụa đỏ, cái lụa đỏ này là coi như cái dòng của nó rất là mắc tiền nè. Rồi cái này là nước hoa hồng nè, lotion nước hoa hồng nè mấy chị. Đó, cái này là nước hoa hồng ha, cái chai này là 30 ml luôn nha, 30 ml luôn. Rồi cái này là cái gì đây, cái này là cái kem dưỡng, cái kem dưỡng ha, cái kem dưỡng một hũ này là 15 ml, một hũ này là 15 ml. Rồi cái này là cái gì nữa đây, cũng cái kem dưỡng mà không biết dưỡng ngày, dưỡng đêm, cái này là dưỡng đêm nè, cái này là kem dưỡng ban đêm nè. Thì cái hũ này của nó là 7 ml, 7 ml ha. Hũ này nữa, ủa lên tay lên tinh quá trời luôn. Cái này là cái dưỡng mắt, cái này là cái dưỡng mắt 5 ml ha. Đó, nó có một hũ dưỡng, một hũ, một chai sữa rửa mặt nè, một nước hoa hồng nè, một cái hũ kem dưỡng ngày nè, một cái hũ kem dưỡng đêm nè, một cái hũ kem dưỡng mắt nè, và một cây son, một cây son nữa, cây son mini nha, cây son mini. Mấy chị thấy nó có rõ không? Hình như em cảm giác nó hơi mờ mờ đúng không mấy chị? Em cảm giác nó hơi mờ mờ đúng không? Sao nó cứ bị lấy nét á? Ê chết cha. Đó, một bộ của nó. Cái này là cái son dưỡng nè. Cái màu nó đẹp lắm, cái màu nó dễ thương. Cái màu nó là dạng màu hồng đào nè. Nó bị bể hả chị? Hôm hàng đi là em kiểm tra hết trơn á, tại vì hàng hàng đi á là em đều đều khui ra, em bọc cái lớp mà ni lông lại hết, mà cái lớp bong bóng lại hết, mà hàng đi là em đều kiểm tra, em bọc lại hết kỹ á. Đây nè, cái son của nó màu hồng đào nè, cái kiểu cái điện thoại nó lấy nét á mấy chị. Cái cây son này là cây son mini nè, giá của nguyên một bộ này, nó tặng kèm cho mình một cái túi này nữa ha. Giá một bộ này là một triệu mốt 50 nha, 1.150.000. Cái dòng Estée Lauder là dưỡng là coi như hết ý rồi, cái dòng này là dòng lựu đỏ nha. Dạ dạ rồi, ok chị, để gửi xe đi chị, gửi xe đi, gửi xe đi cho nó chắc ăn, chứ mà gửi giao hàng tiết kiệm là sợ lắm, nó quăng lên quăng xuống là bể. Đó, bộ này là 1.150.000 ha, 1.150.000. Đặt 5 bộ mấy chị, mà mua sao mà chỉ được có 2 bộ thôi. Mua được có 2 bộ thôi chứ không đủ 5 bộ luôn á. Cái này nè, hơi mờ hả? Cái điện thoại nó lấy nét á mấy chị, like bằng cái camera sau nó đem nó lấy nét á. Ổn chưa mấy chị? Ổn chưa? Đó, có được 2 bộ rồi nha. Cái bộ Estée Lauder này có được 2 bộ, cái dòng lựu đỏ nha. Đó, chị nào mà một triệu mốt 50, giá sale á mấy chị. Không chị ơi, trời ơi, nguyên một bộ của nó sao mà lẻ được, không có lấy lẻ, không có lẻ, nguyên bộ của nó em không có lẻ nha. Rồi ok, em lên món tiếp theo nha, em lên món tiếp theo. Cái món tiếp theo là cái này là cái cây mà viêm âm đạo nha mấy chị. Cái này là viêm cái viên này nè, là viêm âm đạo ha, tại vì em like bên phòng mấy đứa nhỏ ha. Cái em là lười chạy qua lấy cái hộp mà bữa trước em dùng quá. Cái này giá của nó là 350.000 nha mấy chị ơi. Hàng này là hàng nhà thuốc, cái hãng Myco nè. Cái này á, chị nào mà bị nấm ngứa âm đạo hoặc là mình bị ra huyết cắn á mấy chị, ra huyết cắn mà hôi rồi đó, mấy chị dùng cái này nó hay lắm luôn á. Nói thiệt là em hồi giờ là em ít khi nào mà em bán những cái nào mà nó đặc thù về bệnh đó mấy chị, em ít khi bán lắm. Nhưng mà bản thân em á là em dùng cái này, em đặt giùm chị biết cái hãng nào luôn không, hoặc là chị biết cái màu số mấy luôn không, chị ấy cho em luôn đi, chị biết cái màu số mấy, chị tìm hiểu luôn đi, chị coi thử cái màu số mấy và cái hãng nào á. Ví dụ chị muốn dùng Estée á thì chị coi là Estée, rồi chị coi thử, tại vì Estée nó nhiều dòng lắm, son nó cũng có rất là nhiều dòng. Chị đem chị gửi cái hình qua cho em á, rồi cái màu số mấy luôn em nhờ mua luôn cho. Tại vì con bạn em bên kia nó ít khi nó đi mua, toàn là nó nhờ chồng không à, mà chồng nó mua là phải có hình ảnh. Cái viêm âm đạo này mấy chị,
Em bán nha, hồi giờ mấy chị quen em là mấy chị biết rồi, em bán là cái gì nói có, một là một, hai là hai, không bao giờ mà mồi chài mấy chị đâu. Những cái này nó mắc tiền á, mà sở dĩ mà em nhập về em bán, ví dụ như bình thường á là người ta ít dám nhập mà một cái viên đặc phụ khoa như vậy mà 350 mà người ta nhập về người ta bán lắm. Nhưng mà em khẳng định với mấy chị cái này nó rất là hay nha. Tại vì bản thân em dùng và nhiều người khác dùng nữa và thấy nó hay là tụi em mới nhập về, chứ không ai mà cùng cùng mà một viên 350 mà cứ nhập về bán cho mấy chị đâu. Nó mắc, quá mắc luôn chứ không phải là rẻ, nhưng mà mắc nó xắt ra miếng, thay vì mình cứ đi điều trị cứ lặt vặt rồi mình mua thuốc mình uống hoài nó không bớt. Cái này nè, em đi điều trị nhiều lắm mấy chị, từ mà bệnh viện coi như Mekong bây giờ là hồi xưa nó là khoa phụ sản đọc y dược đó, rồi tới Hòa Hảo rồi tới đọc y dược, nói chung là đi trị nhiều lắm mà nó cứ bị viêm hoài thôi, cứ mỗi lần đi khám là bị viêm. Em bị viêm âm đạo nhưng mà không có cái kiểu là, không phải là nó ra huyết trắng mà nó hôi mấy chị, nó có ra huyết trắng nha nhưng mà huyết trắng nó không có hôi và nó cũng không ngứa. Em là bị vậy à, lần nào đi khám cũng bị là viêm âm đạo hết, cho thuốc, thậm chí là ngay Hòa Hảo lúc đầu là cho một viên thuốc mà tới 70.000 một viên đó mấy chị, mà đặt trong vòng 10 viên á, không biết là mấy chị có đi khám ở Hòa Hảo mà bị như vậy chưa, 70.000 một viên mà nó cho mình 10 viên đặt liên tiếp đó, rồi kèm theo thuốc uống nữa mà không hết. Nó con bạn em nó đem, nó em nói giỡn giỡn với nó thôi, nó mày có bên đó mày có cái gì không thì nó nói mày dùng cái này đi, nó gửi về cho 2 viên, một viên là mình đặt lần đầu tiên ha, xong rồi bắt đầu là khoảng cỡ chừng 10 ngày sau mình đặt tiếp một viên nữa là coi như nó tiệt luôn á mấy chị. Nếu như mà chị nào mà có điều kiện thì hàng năm á, mình cứ lặp lại cái liệu trình đó là 1 năm mình sử dụng lại là 2 viên trở lại nữa là coi như nó không có bị tái phát lại luôn á. Cái phụ khoa đó, cái này nó hay lắm nha, nó giá của nó 350 một viên, nó mắc chứ nó không phải rẻ, nó quá mắc là đằng khác đó. Nhưng mà mắc nhưng mà nó xắt ra miếng, nó rất là hay. Dạ rồi ok chị Hằng Lệ nha, ok chị Hằng Lệ rồi em lên cái tiếp theo nữa nha. Mấy chị có mấy bé hay là ai rồi mà coi như bị á, mình nên thử đi mấy chị, nó hay lắm cái viên đó đó, viên đặc phụ khoa đó. Thấy chị không? Em thấy chị. Sao chị? Rồi, em lên cái tiếp theo nha. Cái này là cái thuốc sổ dung nè mấy chị. Cái thuốc sổ dung nha. Cái này là dùng được cho trẻ em và người lớn luôn nha mấy chị. Dùng được cho trẻ em và người lớn luôn ha. Dùng được cho trẻ em và người lớn luôn. Thì nó trị tất cả các loại dung á, dung tóc, dung mắt, dung kim rồi dung này dung kia, nhưng mà đa phần cơ thể mình nó mấy chị là nó hay bị dung, nó hay bị dung 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 kim là nhiều. Cơ thể mình á nó hay bị dung kim là nhiều. À, cái này á thì coi như là nếu như mà bị dung kim á mấy chị thì coi như một ngày á, ví dụ như hôm nay mình uống ha, mình uống là một lần là 5 ml. Một lần là 5 ml, xong rồi 15 ngày sau mình sử dụng lại 5 ml nữa. Một 6 tháng mình sổ dung một lần. 6 tháng mình sử dụng một lần. Cái dung kim á là cái dung mà nhất là mấy đứa con nít nó hay bị, là bởi vì nhiều khi nó ăn tay chân rồi nó không có vệ sinh đó mấy chị, là con nít là nó hay bị lắm, người lớn mình thỉnh thoảng cũng bị đó mấy chị. Cứ để ý mỗi lần mà coi như là cái âm đạo của mở cái lộn cái hậu môn của mình á nó cứ hay ngứa, đặc biệt là những cái ngày mà gần cái ngày rằm á mấy chị, tại vì ngày rằm á là cái ngày sinh sản của cái con dung kim á, cứ ngày rằm mà cái hậu môn của mình mấy chị nó cứ ngứa mà nó cứ nhúc nhúc, nó ngứa nó khó chịu á mấy chị, là coi như từ từ em sẽ lên cái món đó cho. À, cái đó là nó bị dung kim á mấy chị, nó bị dung kim á, dung kim là nó hay sinh sản vào cái lúc mà coi như gần rằm á. Cái này là thuốc sổ dung nha, thuốc sổ dung người lớn và con nít đều dùng được, thường thường đa phần mình là bị dung kim. Dung kim á thì một lần á là mình uống là 5 ml ha, một lần là mình uống 5 ml, 15 ngày sau mình dùng lại một lần nữa, 15 ngày sau mình dùng lại một lần nữa. Chị em có nhắc á, em có nhắc á lúc, tại vì em không phải là người chốt hàng nên khi mà bé nhân viên em nó chốt hàng á thì mấy chị chịu khó nhắc nó, chịu khó nhắc là coi như chị có chia sẻ like nhớ tặng cái kem đánh răng cho chị, chứ em không phải là người chốt hàng, nhiều khi mấy chị nói em nói lại nó cũng không có nhớ, nên lúc chốt hàng á là mấy chị chịu khó mấy chị nói Ngọc nha, mấy chị nói Ngọc giùm em cái.
dùng được cho bé từ 2 tuổi nha mấy chị, dùng được cho bé từ 2 tuổi cho tới người lớn luôn. Còn mà nếu như mà mình nghi mà bị dung đũa dung mắt, mà thường thường ít khi nào mà mình bị dung đũa dung mắt lắm mấy chị, bị dung đũa dung mắt là coi như nó ốm nhom nhắt ăn hoài mà không mập á, là nó hay bị mấy cái đó, thì mình mới đi xét nghiệm thôi, chứ còn đa phần mình là hay bị dung kim, là cứ uống một lần là 5 ml, sau 15 ngày uống lại cho em. Cái này là một lọ của nó là 30 ml nha. Một lọ nó là 30 ml. Dạ rồi, nếu như chị nhắc con bé nhân viên rồi thì được. À, một lọ là 30 ml thì coi như là nếu như một người thì mình dùng là mới có 10 ml đúng không? Một lọ này là mình dùng được tới 3 người lận. Một lọ này mình dùng được tới 3 người ha. Đó, hàng này là toàn bộ là hàng của Pháp hết nha mấy chị. Hàng của Pháp hết nha. Cái này là thuốc sổ dung nha mấy chị, thuốc sổ dung, 6 tháng mình sổ dung một lần. Đó, đặc biệt là những đứa con nít đồ đó là coi như là mình nên sổ dung ha. Ai mà coi như mấy đứa con nít đồ mà nó cứ nói là coi như sao cái đít con nó hay ngứa đó, cái hậu môn nó hay ngứa đó mấy chị, là coi như nó đang bị dung á, nó đang bị dung á, là coi như mình phải sổ dung cho nó nha. Đó, giá của cái lọ sổ dung này là 220 mấy chị. Để em coi giá tự đi. À, nhiều khi giá em nói nó hay bị lộn á mấy chị, để em coi thử nha, từ từ em coi cho kỹ chứ em hay bị biết sâu sinh nên 220. Cái sổ dung này là 220 một lọ nha mấy chị ơi. Giá là 220 một lọ sổ dung nha. Đó, chị nào lấy sổ dung thì chốt cho em sổ dung. Rồi, cái này là cái sữa rửa mặt nè mấy chị, cái sữa rửa mặt nghệ ha. Ở đây em còn ít chứ không còn nhiều nữa nha mấy chị ơi. Cái sữa rửa mặt nghệ này 2 4 5 6, em còn được 6 lọ sữa rửa mặt nghệ này nha. Cái này là giá nó sale á. Giá nó sale. Dạ rồi, ok chị Vân Thu nha. Chị Vân Thu, hôm bữa là chị có đặt em một viên đúng không? Xong chị hỏi con Ngọc là cái này nó có tốt hay không, con Ngọc nó trả lời là em không biết đúng không? Nó có xài đâu, biểu nó biết. Cái người chốt hàng riêng và em like riêng nha mấy chị. Em like riêng, Ngọc nó chốt hàng riêng, em không có chốt hàng. Với lại là trả lời tin nhắn inbox của mấy chị đa phần là 99% là con Ngọc nó trả lời á. Chứ là em không có đủ thời gian để mà trả lời inbox mấy chị. Thành thử có cái vấn đề gì đó thì mấy chị cứ hỏi, là mấy chị cứ nhắn trong đó là nhờ hỏi chị Diễm giùm á, thì Ngọc nó sẽ hỏi á, xong rồi là em sẽ giải đáp cho mấy chị nha. Em sẽ giải đáp cho mấy chị. Em nhớ bữa chị Vân Thu hình như có đặt viên á, xong rồi là chị hỏi Ngọc, xong Ngọc nó không biết là coi như chị xả hàng ra đúng không? Cái viên đặt âm đạo đó rất là hay. Chứ nói thiệt, một viên 350 là hiếm khi mà ai mà dám lấy hàng về mà bán lắm, mà chỉ có em là coi như là em dùng qua rồi nên em mới biết. Cái này là cái sữa rửa mặt nghệ nè mấy chị, sữa rửa mặt nghệ. Cái sữa rửa mặt này á, là dùng cho da ai mà bị mụn nè, bị dầu nè, da dầu, da mụn, rồi bị thâm da mụn á mấy chị, da mà không đều màu rồi đó. Nó là dạng bọt ha mấy chị, nó là dạng bọt. Ở trên này khi mình mở ra mình bấm á mấy chị, nó sẽ tạo bọt ra. Thành thử mình sữa mình rửa mấy chị nó sướng lắm, mà nó tiết kiệm nữa. Nó là của hãng Neutrogen ha mấy chị, Neutrogen nha. Giá của cái lọ sữa rửa mặt này là 200 200 280 hay 9 em quên, 280. 280.000 một chai sữa rửa mặt này ha. Cái chai này 150 ml nha. 150 ml. Hàng toàn bộ hôm nay là em like hàng Pháp hết nha mấy chị. Em like hàng Pháp hết. Lát nữa mà có thời gian á thì em like hàng Hàn Quốc thì em sẽ nói sau, nhưng mà hiện tại là em đang like là toàn bộ hàng Pháp hết ha. Đó, của hãng Neutrogen nha. Sữa rửa mặt nghệ. Da ai mà bị mụn, cái này là dùng được cho thanh thiếu niên rồi gì là dùng hết nha mấy chị. Thanh thiếu niên mấy đứa mà bây giờ mà đang tuổi dậy thì mà mụn rồi đó, là mấy chị mua cho nó xài cái này cũng được luôn nè. Dùng cho da dầu, da mụn, da bị thâm, da không đều màu ha. Sữa rửa mặt nghệ nha. Em chỉ còn được 6 lọ thôi. Là giá nó sale ở nha mấy chị. Giá nó sale là còn được 6 lọ sale thôi ha. 280 ngàn một lọ 150 ml. Cái lọ này mấy chị xài chắc cũng phải là 8 tháng, 7-8 tháng á. Một ngày mình rửa 2 lần ha, sữa rửa mặt nghệ nha. Giá là 280 ngàn một lọ. Rồi, hồi nãy chị nào mà hỏi em cái con gấu là cái gì đó, nó là nước hoa cho em bé đó. Nó là nước hoa cho em bé đó. Dạ rồi, ok chị Thu Hà nha. Em hết hàng rồi đó, mấy chị nào mà cần mua cho mấy bé ở nhà mình xài, mấy chị là coi như mấy chị mua luôn đi nha. Tại vì em còn có 2, 4, 5, 6, 7 lọ chứ. Em còn 7 lọ đó. Cái đát của nó là, cái đát của nó là đưa coi, 12 tháng sau khi mở lọ. Nó không có đát đó mấy chị. Nó là coi như là khi mà mình khui cái lọ ra là mình dùng được trong 12 tháng đó. Nó không có đát. Nó chỉ có là cái chỗ này là khi là mình khui cái lọ này ra mình sử dụng là
trong vòng 12 tháng sau khi mở cái lọ ra ha. Nước hoa của bé là 500 mấy chị. Cái này là nước hoa của bé nè, hàng của Pháp luôn nha, của hãng Clorin nè. Đó, giá của nó là mấy chị thấy không, nó hay cái chỗ thường thường mấy cái hộp của mình nó không có cái này, mà cái này nó có cái xỉa nhỏ ra để mình nắm mình kéo ra nè, nó thiết kế tinh ý từng chút một luôn. Rồi đây, trong cái lọ nước hoa cho bé này thì nó tặng cho mình một cái con gấu bé bé vậy ha, một cái con gấu bé bé vậy. Rồi cái lọ nước hoa, cái mùi của nó thơm lắm, cái mùi của nó thơm đó. Cái này là dùng được cho trẻ sơ sinh luôn nha mấy chị, cái nước hoa này là dùng được cho trẻ sơ sinh luôn á, thành thử là nó làm từ những cái thành phần mà coi như là tốt cho sức khỏe, không có ảnh hưởng gì cho bé hết trơn ha. Giá của nó là 500 ngàn một lọ, cái lọ này là 50 ml nha, cái lọ này là 50 ml nước hoa cho bé. Cái omega 3 thì em bán hàng của Mỹ á chị, hàng Pháp cũng có nhưng mà em sợ mua về là nó bị loãng á, nó bị loãng là em vừa bán hàng Mỹ mà vừa bán hàng Pháp á, thành thử nó bị loãng, thành thử omega 3 của Pháp em không có nhập. Cái omega 3 của Pháp là hàng của Accor, cái hàng mà Accor Pharma nè, giống như cái lọ mà làm đẹp da em có một lọ đây nè. Đó. Không, Mộc Mi em không có. Mộc Mi hàng Mỹ nó mắc lắm, em có dùng một lọ đó. Nhưng mà em thấy nó cũng không hiệu quả lắm mấy chị. Để lát nữa em lấy cái cây mà làm dài mi cho. Em mua tới giá mà em đã mua ở bên Mỹ là tới 1 triệu mốt một cây đó, nhưng mà về em xài thì em thấy nó không có hiệu quả lắm đâu. Cái dưỡng mi đó em thấy nó đậm lên và nó đỡ rụng mi thôi, chứ còn mà để mà dài ra thì em không có thấy rõ. Cái chai nước hoa cho bé này là giá là 500 ngàn một lọ nha mấy chị, 500 ngàn một lọ. Cái này là dùng được cho trẻ sơ sinh luôn nha, dùng được cho trẻ sơ sinh luôn đó. Mình xịt vô quần áo của mấy bé, mấy chị lúc nào hun mấy bé nó cũng thơm 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 hết trơn á, thích lắm đó. Cái này mình có thể mình mua mình làm quà tặng, ví dụ như thay vì đi đi đầy tháng hoặc là đi thuê nôi mấy đứa nhỏ đó mấy chị, mình có thể mình mua cái phần quà này mình tặng cho mấy đứa nó ha, ý nghĩa, dùng được cho trẻ sơ sinh nha. Đó, nước hoa cho bé giá là 500 ngàn, nó vừa tặng con gấu cho mình mà coi như là vừa có một lọ nước hoa 50 ml nữa, dùng được cho bé sơ sinh luôn. Cái mùi của nó giống như mùi phấn đó, mùi dịu nhẹ và an toàn cho bé nha. Hàng Pháp là mấy chị biết rồi, nó là đỉnh của đỉnh rồi. Dạ rồi, ok chị Sang Nguyễn nha. Ok chị Sang Nguyễn lấy một nước hoa cho bé ha, giá là 500 nha, dùng được cho bé sơ sinh luôn ha mấy chị, dùng được cho bé sơ sinh luôn đó. Rồi em qua món khác nha. Đây, hồi nãy mấy chị hỏi cái omega 3 này, cái omega 3 của cái hãng này nó có luôn này mà em không có nhờ mua về giùm. Dạ rồi, ok chị Thu Hà Nguyễn Thị nha, một nước hoa cho bé ha. Ok chị nè, cái Accor Phật Ma này nè, cái này là viên uống làm đẹp da nha mấy chị, viên uống làm đẹp da ha, nó bổ sung các cái thành phần vitamin cho mình nè, nó bổ sung các cái thành phần vitamin cho mình. Chị nào mà hỏi mà cứ viên uống mấy bữa mấy chị cứ hỏi em là viên uống đẹp da đó, cái này là nó hỗ trợ giúp cho da mình là giảm nám mấy chị, giảm tàn nhang rồi đó, rồi da nó khỏe lên, nó đều màu ha. Để em coi thử cái giá nó bao nhiêu. Đúng rồi chị, bất kỳ sữa rửa mặt nào một ngày chị nên rửa 2 lần, sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ ha. Nói chung là chị nên rửa một ngày 2 lần, không có nên rửa nhiều hơn, rửa nhiều hơn thì cái da của mình nó sẽ dễ bị khô. Omega 3 của Mỹ là nó đang sale đó chị, nó đang sale, giá của nó là bao nhiêu ta, hôm bữa trước hình như là nó đang sale rẻ lắm đó, 450 hay 490 gì em quên mất tiêu rồi, hình như 450 hay sao á, đúng rồi hình như 450 á. Cái lọ này của nó là đem coi giá của nó là 580 ngàn một 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 lọ nha mấy chị, 580 ngàn một lọ. Một lọ của nó là bao nhiêu viên để em coi thử, nó ghi cái viên ở đâu ta, cái đát của nó tháng 8 năm 2023 nha. À, một lọ của nó là 200 viên nè, một lọ của nó là 200 viên nè, cái đát của nó là năm 2023 lận ha, năm 2023 lận.
Giá là 580 ngàn một lọ nha mấy chị, 580 ngàn một lọ, viên uống làm đẹp da. Đó, nó chống lão hóa da ha, nó chống lão hóa da, nó là một dạng collagen đó mấy chị. Rồi. À, em qua cái dòng khác nha, em qua cái dòng khác. Một ngày mình uống 2 viên. Cái này một ngày mình uống 2 viên. Đó, một ngày mình uống 2 viên ha, viên uống làm đẹp da. Nói chung là mình uống cái này nè mấy chị, cái thâm nám á, cái nám, cái sạm da mấy chị, nó sẽ giảm đáng kể đó, nó sẽ giảm đáng kể ha. Cái son dưỡng môi của Pháp là em có cái hàng Dior 200 nè. Em có cái hàng Dior 200 nè, nó chỉ có 2 ml thôi nha. Mini á mấy chị, nó chỉ có 2 ml thôi. Giá là 200 ngàn á, còn cái lọ mà lọ full của nó tới 500-700 ngàn gì lận. Ở cái dòng Dior này nó mắc ghê lắm. Đó, 200 ngàn đó. Em cũng mắc cười. À, em thấy nó đang sale á, nó nhắn em là ê Diễm mày mua cái này không, nó đang sale á. Em cũng hí hửng, em nghe cái Dior mà coi như dưỡng mà 200 ngàn mấy chị, em không có nghĩ là 2 ml mà nó nhỏ, nhỏ bé tí như ti. Tới chừng nó gửi về cái cây em mắc cười chịu không nổi luôn. À, hôm bữa chị có đặt, chị đặt cái nồi cơm điện 890 hả chị? Phải không chị? Do không nghe Ngọc nó nói, do lúc chốt hàng cho chị xong không nghe Ngọc nó nói gì á. Rồi rồi, để em đặt hãng cho, để em đặt hãng nó giao cho. Để em đặt hãng Sinh Hào nó giao cho nha. Rồi đó. Ngọc ơi, em ghi cho chị cái chị Thu Hà cái nồi cơm đi, sao bữa giờ chị không có hàng mà em báo chị. Rồi ok chị Dung Dung nha. Cái son 200 nè. Cái son dưỡng Dior của mà đúng là tiền nào của nấy, cái này mấy chị, nó có cái giống như là nó có cái thành phần bạc hà, nó dưỡng môi với lại là nó thải độc hay sao không biết nữa. Khi mà mấy chị bôi vô nha, xong rồi cái môi của mình nó mát theo cái kiểu giống như bạc hà đó mấy chị, nó mát, nó the 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 cái môi vậy đó, mà nó dưỡng ẩm, qua ngày hôm sau cái môi nó mướt rượt luôn á, cái môi nó mướt rượt luôn. Cái cây son dưỡng này nè mấy chị, về mấy chị dùng nó sẽ hơi the 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 theo cái kiểu là giống như cái bạc hà vậy đó, dùng sướng lắm. Hoặc là mình đánh cái son môi lên mà mấy chị muốn nó tạo cái độ bóng cho cái môi mình, nó căng mọng mà quyến rũ á, mấy chị bôi một lớp son, cái kiểu là son dưỡng bóng sau khi mình thoa son môi á. Đó, đây cái thuốc sức sẹo lại này nè, cái mitocin nè, cái thuốc sức sẹo nè, cái thuốc sức sẹo, cái mitocin này nè mấy chị. Mấy chị để ý nha, trong mấy cái spa mà lớn lớn nha, chứ nhỏ nó không dám chơi cái này đâu, tại vì cái này mắc. Trong mấy cái spa mà lớn lớn á, mà hay đi, nó điều trị mụn rồi mấy chị, nó sẽ chiết cho mấy chị cái tuýp này nè, nó sẽ chiết cái tuýp này ra, rồi nó bán cho mấy chị cái một lọ của nó là 100, nó bán cho mấy chị là một hũ của nó là cỡ 150 200 ngàn đó, là cái này nè, để cho mình về mình bôi sau khi mình nặng mụn á. Cái này nó là gọi là đa công dụng á, cái kem này, cái thuốc này nó gọi là thuốc đa năng đa công dụng á mấy chị, có nghĩa là nó vừa trị sẹo nha, nó vừa trị hâm cho em bé luôn nè, hâm tả cho em bé luôn, nó vừa trị sẹo sau khi bị mụn ha, rồi nó là coi như nó trị thâm nữa đó mấy chị, nó trị thâm nữa đó, cái mitosil này nè. Dạ rồi ok chị Thu Hà nha, một son dưỡng Dior nè, cái mitosil ha. Giá của cái lọ này á, là 330 ngàn nha, 330 ngàn một lọ của nó là 145 gram ha mấy chị, 145 gram. Cái này mà trị hâm đít cho em bé nó hay cực kỳ luôn, nó hâm đỏ thiệt đỏ vậy đó mấy chị, mà coi như bôi một phát một cái là qua hôm sau là coi như nó sạch trơn, cái da nó lại bình thường liền luôn á đó. Đó cái tip này em cũng có dùng cho thằng cu em nè, cái bôi hâm này, hoặc là ví dụ như phòng ngừa mấy chị, mình có thể mình bôi một lớp mỏng mình phòng ngừa cũng được. Rồi ok chị Miền Nguyễn nha. Giá của cái Mitosil này là 330 ngàn một tiếp. Nói 330 ngàn vậy chứ một tiếp nó bự lắm, xài coi như là tới mùa mít luôn á. Hoặc là ví dụ như bị phỏng á mấy chị nào mà bị sẹo, khi mà bị phỏng á, phỏng sẹo do phỏng á, mình có thể mình bôi cái này luôn. Nói chung là bị sẹo thâm là dùng được hết. Sau khi mụn, mình nặng mụn xong mấy chị có thể lấy cái này mình bôi lên luôn cũng được nè. Đó, rồi bị hâm, nói chung là nó là cái dạng thuốc đa năng, bị bỏng mình bôi vô nó cũng làm dịu cái vết bỏng nữa nha. Mitosil giá là 330 ngàn, 145 gram, hàng của Pháp luôn ha mấy chị, hàng của Pháp luôn. Á chết, thằng cu nó khóc. Từ 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 chờ em xíu nha. Không, cái loại đó nó chỉ có một cái tip bự vậy thôi chứ nó không có tip nhỏ. Chờ 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 em xíu nha mấy chị ơi.
Cái này á, nó có thể là trị sẹo mà sau khi phẫu thuật thẩm mỹ á mấy chị, hoặc là xăm hình rồi đó. Ví dụ như xăm hình xong rồi mình đi xóa rồi đó mấy chị, mình có thể là nó trị sẹo luôn ha. Nó nói chung là nó là điều trị hâm nè, hâm cho trẻ sơ sinh ha, rồi điều trị sẹo thâm nè, sẹo rỗ nè. Đó, thâm da mụn, rồi điều trị sẹo sau khi phẫu thuật, rồi điều trị các cái loại vết bỏng bỏng nông á mấy chị, bỏng nông ví dụ như mình bỏng mà mình nấu ăn mà nó bị dầu nó văng lên trên tay á, hoặc là bị bỏng bô xe đó, rồi nước sôi rồi đó, nói chung là bị bỏng 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 cạn bỏng nông á. Rồi nó có thể là giống như là mấy chị mà bị ăn cái gì mà bị ngứa đó, ví dụ như mình ăn hải sản rồi mà mình bị ngứa đó, thì nó có thể điều trị cái dị ứng nha, nó có thể điều trị dị ứng là ví dụ muỗi cắn rồi mấy chị có thể bôi vô cũng hết nè, rồi kiến cắn muỗi cắn mình có thể bôi vô nè, rồi coi như là bị ngứa bị nổi mề đay rồi ăn hải sản đồ này nọ nó bị ngứa đó, mình có thể mình bôi vô nó bớt luôn. Nói chung là cái kem này nó gọi là cái kem mà đa năng á, cái kem đa năng ha, Mitosil 145 gram nha, giá là 330 ngàn. Cái một tiếp của nó bự lắm mấy chị, một tiếp của nó nói chung là mình xài là coi như cũng 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 lâu đó. Xài cũng lâu ha. Cái đát của nó là tháng 8 năm 2022 nha mấy chị. Cái đát của nó là tháng 8 năm 2022 ha. Đó, thuốc mấy chị có thể nói em là thuốc trị hâm đi cho nó dễ ha. Thuốc trị hâm đi cho nó dễ, tại vì nó trị được đủ thứ hết, nhưng mà mấy chị cứ nói thuốc trị hâm đi thì khi em chốt hàng nó sẽ dễ hơn nha. Rồi, ở đây là cái ủ tóc nè. Hình như không biết còn hay không nữa. Hình như hôm bữa trước là chốt là còn dư một cái á, mà không biết là có cái hay không. Lúc để Ngọc nó chốt hết hàng nó coi thì có dư không, nó để cho chị một cái nữa nha. Rồi cái này là cái hũ ủ tóc nha mấy chị, cái hũ ủ tóc bơ nè, giá là 250 ngàn một hũ nha, hũ ủ tóc bơ của Garnier hả mấy chị. Đây, nó thơm lắm luôn á. Nó rất là thơm nha. Ngày có kinh không uống chị ơi. Cái viên uống hoa anh thảo là ngày có kinh mình không uống nha, ngày có kinh mình không uống. Uống cái dầu hoa anh thảo đó là mấy chị để ý là mấy chị uống á nha, xong rồi mấy chị uống khoảng cỡ chừng nửa hũ đi, mấy chị thấy ví dụ như chị nào mà cái tính tình mà hay nóng á, cái kiểu mà gần có kinh mà mình cứ cáu á, mình cứ khó chịu cứ bứt rứt trong người, mấy chị uống cái dầu hoa anh thảo mấy chị sẽ thấy nó đỡ rất là nhiều luôn á, cái dầu hoa anh thảo á. Hoặc là ai mà ví dụ như mà tới cái thời thời mà tiền mãn kinh á, thường thường mấy chị mà tới thời kỳ tiền mãn kinh ha, khó tính lắm, khó chịu lắm. Uống cái đó nó cũng tâm tính của mình nó cũng cũng dịu bớt luôn á. Rồi cái ủ tóc bơ này giá là 250 ngàn một hũ nha mấy chị ơi, 250 ngàn một hũ, hũ của Pháp luôn ha. Bây giờ mấy chị ra mua cái hàng Việt của mình nó cũng đã 170 180 rồi mà không biết nó sợ cái chất lượng nó không bằng. Còn cái thằng này mấy chị thơm lắm luôn á, dùng nó mướt tóc ha. Hoặc là mình có thể mình đi hấp dầu á mấy chị, mình có mang cái hũ này ra ngoài tiệm á, mình kêu nó hấp dầu cũng được. Những cái tiệm lớn á, thì nó dùng đồ xịn cho mấy chị, chứ mà những cái tiệm mà nhỏ nhỏ đa phần nó đi ra chợ Kim Biên nó mua một cái hũ cả ký thiệt bự như vậy đâu có 50 60 ngàn, nó về nó bôi lên tóc mấy chị, về coi như dưỡng đầu cũng thấy thấy coi như tóc nó rụng thêm nữa đó. Có thể mình đi gội đầu á, mình để mình lấy cái hũ này mình mang ra cho tụi nó dùng cũng được. Giá là 250 ha, một hũ của nó là đem coi thử bao nhiêu gam nha, 300 300 ml, một hũ của nó là 300 ml nha. Cái mùi nó rất là thơm nha, cái mùi nó thơm lắm luôn á đó. Đó, giá là 250 ngàn, chị nào lấy thì chốt cho em là ủ tóc bơ ha, ủ tóc bơ. Hình như em còn ít thôi chứ em còn nhiều, cái ủ tóc bơ là về đợt trước á chứ đợt này không có về, đợt trước nó còn á. À đây, cái dầu gội mà Tigi nè, cái dầu gội này là của Pháp nha mấy chị, mua tại Pháp nha, mua tại Pháp. Cái dầu gội Tigi này nó có hàng Mỹ nữa đó, nó có hàng Mỹ nữa nhưng mà cái này là hàng của Pháp. Con còn thuốc nhuộm tóc số 5 không, để con một hộp. Cái đó phải đặt hàng, cô hình như ở nhà con hết rồi. Ở nhà hình như còn tiếp số 7 màu đen thôi, chứ còn số 5 màu nâu hoặc dẻ thì không còn. Cô có lấy thì con đặt về cho, chứ ở nhà là hết á. Rồi cái dầu gội Tigi xanh này mấy chị, cái dầu gội Tigi này là hàng của Pháp nha, nó có hàng của Mỹ nữa. Cái hàng này là cái hãng này là hãng của Mỹ đó, nhưng mà cái này là mua từ Pháp hay mấy chị, mua từ Pháp nha. Giá của cái Tigi, giá của cái tiếp dầu gội Tigi xanh, cái chai dầu gội Tigi xanh này là 320 ngàn nha. Cái dầu gội Tigi xanh này nó đặc biệt dành cho tóc dầu nha mấy chị. Tóc chị nào mà gội đầu xong rồi á, mà coi như mới có một ngày mà tóc nó cứ bết lại á, nó bết lại giống như cái kiểu ở dơ á mấy chị, là coi như mấy chị gọi cái này là ok luôn nè. Đó, cái hàng Tigi này là coi như mấy chị biết tiếng rồi, đa phần những cái salon lớn nó đều dùng cái hãng này hết trơn. Hình như còn á chị Hân Gia, hình như còn á, chị cho em xin cái số điện thoại luôn đi, còn đó. Cái lưới giặt còn á chị.
Giá của cái dầu gội tigi xanh này là 320 ngàn nha. À, chị Hân Gia hình như có số điện thoại rồi. Rồi, 320. Cái 750 ml nha. Nó dùng cho da dầu nha mấy chị. Nó dùng cho da dầu. Da dầu và da bị gầu á. Da dầu ha. Rồi ok chị Hân Gia nha. Dạ rồi ok dì bé Ly nha. Ok để con ấy cho. Để con đặt cho ha. Dầu hoa anh thảo cao huyết áp uống bình thường mà chị, nó đâu có ảnh hưởng gì tới huyết áp đâu chị Thơm Lê, nó không có ảnh hưởng gì tới huyết áp trơn đó. Dầu gội tigi xanh ha, dầu gội tigi xanh dùng cho da dầu nha, dùng cho da dầu, nó giúp cho nó hạn chế được là coi như là nó giúp cho tóc nó khỏe nè, xong rồi là mượt dài nè mấy chị, mượt dài stronger nè. Giá là 320 ngàn, 750 ml ha. Cái chai này là chai của Pháp. Hết rồi, cái ủ môi. À, ủ môi hàng của Hàn Quốc em còn á. Ủ môi hàng của Hàn Quốc em còn nha. Ủ môi hàng của Hàn Quốc em còn giá 90 á, hàng của Lanet á. Rồi, ở đây cái xịt. Cái xịt nước hoa hồng nha mấy chị ơi, cái xịt xịt hoa hồng ha. Em hiện tại em còn được hai chai lavender với là một chai nước hoa hồng. Cái xịt lavender giá của nó là 300 301 nha mấy chị, còn cái hoa hồng á, thì giá của nó là 320. Ngọc gửi hàng cho chị Thơm Lê chứ Ngọc. Đây. Cái xịt hoa hồng nha, nó có cái hương hoa hồng. Cái hương hoa hồng này thì dành cho da khô và da nhạy cảm. Còn cái mà xịt nước hoa hồng mà hương cái lavender này nè, từ cái hoa lavender này nè, thì coi như là nó dành cho da dầu và da mụn nha mấy chị. Da dầu và da mụn. Được chị, hết cái kinh uống bình thường mà. Hết cái kinh uống bình thường. À, dầu gội tigi đúng không chị? Ok chị nha. Cái dầu gội tigi đó xài sướng lắm nha mấy chị, xài đã lắm luôn á, đặc biệt là da ai mà da dầu á, cái da dầu mấy chị xài nó mấy chị mới thấy là nó hiệu quả. Cái dầu gội tigi xanh đó mấy chị xài mấy chị mới thấy sướng. Mấy chị mà đặc biệt cái da dầu á, dùng mà mới có gội đầu mới có một ngày mà tự nhiên cái đầu mình nó bết nó rít lại á, như là cái kiểu ơ dơ đó, là mấy chị xài cái đó là mấy chị mới thấy là coi như thấy phê luôn á. Rồi cái này là cái nước hoa hồng nha mấy chị. Một cái là nó chiết xuất từ hoa hồng, một cái nó chiết xuất từ lavender. Cái hoa hồng này là dành cho da khô và da nhạy cảm ha, giá là 320. Còn cái này thì coi như là nó chiết xuất từ lavender thì dành cho da dầu ha mấy chị, dành cho da dầu và da mụn. Nước hoa hồng. Ở này em thích cái chai này lắm luôn, là nó dạng xịt mấy chị. Nó là dạng xịt, mình không có phải mà bỏ vô trong cái gói bông tẩy trang rồi coi như mình lâu nó lười. Cái này mình chỉ việc nó giống như là vừa là nước hoa hồng mà vừa là chai xịt khoáng luôn đó. Đó, sau khi rửa mặt xong mới chị xịt cái này. Cái này nó có tác dụng mà là làm se khít lỗ chân lông ha, và là bước sạch sâu, cái kiểu là giống như là nó dọn đường cho mình á, giống như là coi như là mấy 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 chủ tịch nước đồ này nọ, hay là mấy ông lớn mà đi ở ngoài đường mà có cảnh sát đi phía trước mà dọn đường cho nó sạch rồi xong rồi đi á, thì cái này nó cũng vậy, nó là giống như là dọn đường để cho cái da mình á, khi mà mình dùng tiếp theo các cái bước mà dưỡng đồ này nọ thì nó sẽ thẩm thấu, ví dụ mình dùng serum hoặc mình dùng kem rồi mấy chị thì nó thẩm thấu tốt. Đó, thì cái này nó gọi là giống như là cái dọn đường cho mấy cái kem kia nó đi cho nó tốt á, nó thẩm thấu cho nó tốt á ha. Với lại là làm se khít lỗ chân lông. Giá là 300 ba một cái là 301, cái 320, hoa hồng thì là 320, cái lavender là 301. Hàng của Pháp luôn ha mấy chị, 200 đem coi bao nhiêu ml nha. 200 ml. Xài lâu lắm, như em xài coi như cả năm mà không hết luôn á. Em xài cái chai này cả năm em xài không hết luôn á. Chị, ông xã chị mà tóc rụng nha, em nói uống cái biotin đi chị. Uống đi. Bôi nó không hiệu quả bằng uống đâu. Cái biotin của Mỹ là chuẩn bị em về cái hàng chắc phải là tuần sau nữa, chứ tuần này là về là không có cái biotin. Nó có cái bài viên ngậm biotin của Mỹ á, cả chị và ông xã chị đều ngậm luôn cũng được nữa. Chị ngậm thì giúp cho tóc nó, ví dụ như mình gần tới cái tuổi lớn rồi á, là nó sẽ giảm được cái tình trạng mà ví dụ như thay vì là 50 tuổi là tóc mình bạc đúng không, thì khi mình dùng cái biotin nó thì nó kéo dài tới 55 60 tuổi tóc nó mới bạc.
nó giảm được cái tình trạng rụng, và tóc nếu như rụng ấy thì nó kích thích mọc tóc lại mấy chị, rồi nó vừa tốt cho da vừa tốt cho móng nữa đó. Sở dĩ mà coi như hồi mà em sinh xong mà tóc em nó ít rụng là do lúc mà trước khi mà có ý định có bầu là em uống cái collagen mà nó có bổ sung biotin nhiều á, nên là sau khi sinh tóc nó đỡ rụng nhiều lắm. Dùng cái đó thì chị dùng trong ở bên trong á, nó sẽ thấm nhanh hơn là coi như mình bôi ở bên ngoài cái biotin á. Rồi em qua cái khác nha, cái này là một dạng nước hoa hồng ha mấy chị, nước hoa hồng ha, nhưng mà nó có cái đầu xịt nên mình xài sướng lắm, mình xài rất là sướng, rất là ok luôn. Rồi em qua cái khác nữa nè, cái chai canxi nước, cái chai canxi nước nè em về hàng lại, cái này là mới về đợt mới luôn á, cái này là mới về tức thì, mới về hôm nay luôn nè đó. Cái canxi nước nè mấy chị, một lốc của nó là 4 hộp như vậy nè. Cái này là giá 270.000 một lọ nha mấy chị, 270.000 một lọ. Cái date của nó là năm 2022 nè, 270.000 một lọ. Cái này mình dùng được cho cả người, cho đây, đây em coi đây nè, dùng được cho bé từ 3 tuổi nè mấy chị, cho tới là người lớn luôn ha, cho tới người lớn luôn, phụ nữ mang thai và cho con bú đều dùng được hết nha. Đó, nếu như bé mà từ 3 tuổi tới 12 tuổi thì mình dùng 2 thìa cà phê mỗi ngày, có nghĩa là một lần mình dùng một thìa cà phê. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhà em nó đi học á, em hay cho nó uống 2 muỗng cà phê một lần luôn. Đó, rồi coi như phụ nữ mang thai và cho con bú nè thì coi như 2 thìa cà phê mỗi lần, nhưng mà một ngày thì 2 lần ha. À, người lớn nè là coi như là cũng dùng 2 thìa cà phê. À, sáng một lần, rồi trưa trưa một lần nữa ha, là 2 lần một ngày. Tính ra tổng một ngày là mình dùng 4 muỗng cà phê đó. Giá của cái lọ canxi này là 270.000, hàng của Pháp nha mấy chị. Cái này nó có tổ hợp là magie, vitamin D và kẽm luôn. Đó, những cái thành phần mà toàn bộ là giúp cho tốt cho xương không à. Tốt cho xương không à. Chị nào mà muốn mấy bé đồ nó cao á, hoặc là mình mà phòng ngừa loãng xương á mấy chị, là nên bổ sung canxi từ bây giờ. À, cái này á, nó dạng nước, nó dễ uống lắm, nó bay cái mùi cam á. Nó thơm cái mùi cam, em có dùng một chai để em qua em lấy cái chai của em, tại vì cái chai em khui rồi nên em cho mấy chị nhìn cái nước. Ủa ba nó làm cái gì cho em không? Đây, cái canxi nước nè. Cái chai này là cái chai em dùng, em lấy ra hai chai lận, một chai cho mấy đứa con nít để phía dưới để sáng, nó ăn sáng xong rồi nó nhớ nó dùng. Còn cái chai này thì em dùng ở trên này, nó là dạng hai nắp á, mấy chị ấn xuống rồi mấy chị mới mở lên được. Rồi đây, nó là cái dạng chất lỏng ở bên trong nè, nó là dạng chất lỏng ở bên trong nè mấy chị, đó, nó dạng chất lỏng bên trong nè, nhìn mấy chị nhìn thấy không, nó thơm lắm, nó thơm cái mùi cam, rất là dễ uống luôn nha. Con nít mà coi như khó uống thuốc cỡ nào đi chăng nữa, uống cái này cũng ok luôn, dễ uống cực kỳ. Mà cái hàm lượng của nó cũng cao nữa nha mấy chị, cái hàm lượng của nó cũng cao nữa. Chị nào mà muốn mấy bé mà nó phát triển chiều cao rồi đó, là coi như mình nên mua cái canxi này á, em thấy là dễ uống. Tại vì nhiều lúc á mình đem mình mua những cái viên á mấy chị, nó lười. Mua cái viên mà canxi á, nó lười uống lắm, nó lười uống lắm. Hoặc là mấy chị mua kẹo, hoặc là mấy chị mua nước, mà cái kẹo canxi của Mỹ á, em thấy cái hàm lượng nó không bằng cái thằng này. Cái hàm lượng nó không bằng cái thằng này, mà nó không có bổ sung thêm các cái tổ hợp như là magie, kẽm ha. Đó, vitamin D3 thì lúc nào nó cũng đi kèm canxi hết rồi thì mình không nói, nhưng mà cái tổ hợp magie và kẽm thì hiếm khi nào mà nó đi kèm. Do đó cái thằng này nó có đi kèm cái canh, cái magie với kẽm nữa đó. Nó rất là tốt và hàm lượng nó cao này, hàm lượng của nó tới 300 mg lận. 300 mg lận. Đó rồi ha, giá là 270.000. Chị nào mà lớn tuổi muốn phòng ngừa loãng xương thì nên uống ngay từ bây giờ. Bé mà muốn phát triển chiều cao là cũng nên dùng luôn. Và cái dạng nước, cái dạng liquid, bao giờ mấy chị dùng bất kỳ cái dạng thực phẩm chức năng nào mà dạng nước nó cũng thẩm thấu, nó cũng tốt hơn là cái dạng viên hết. Tại vì cái dạng nước nó sẽ hấp thụ nhanh hơn là dạng viên ha. Giá là 270, em thấy giá 270 nó rẻ chứ nó không mắc đâu mấy chị. Một cái lọ thuốc bổ bây giờ của mình đi ra ngoài mình mua nó cũng cỡ đó rồi. 270 em thấy nó rẻ cho một cái sản phẩm như vậy nè. Rồi ok chị Thu Hà nha. Đợt này là em về được 10 lọ đó, em về được 10 lọ. Rồi em lên cái món khác nữa nè, nó còn cái món gì nữa ha? À, nước hoa sen ly. Cái nước hoa này. Này, nước hoa này về luôn rồi. Cái nước hoa này hình như có mấy chị đặt hàng cũng nhiều lắm rồi đó.
nó sale á mấy chị. Cái nước hoa này nó đang sale á. Nó đang sale. Gom được hình như là 20 22 lọ gì đó. Cái mùi này á nó y chang như cái mùi Chanel á mấy chị, Chanel Coco á. Nó y chang như cái mùi Chanel Coco luôn, mặc dù nó không có thơm lâu bằng ví dụ như cái Chanel Coco nó thơm 8 tiếng đi thì cái thằng này nó lưu hương khoảng cỡ chừng 4 tiếng thôi. Nó không có lưu hương lâu bằng cái thằng Chanel Coco nhưng mà cái hương nó giống tới 99% lận. Đó, hàng này hàng của Pháp luôn nha mấy chị, nước hoa Senili nè. Em xài cái chai này em xài tới chai thứ 3, thứ 4 luôn rồi. Mà cái mùi nó dịu nha, cái mùi nó dịu nhẹ. Thay vì ví dụ như cái nước hoa mà Chanel Chanel Coco đúng không? Mấy chị mua một chai là tới 3 triệu mấy, 4 triệu lận. Thì thay vì mình như mình mua cái chai đó, mình mua cái chai này thôi, mình xài mặc dù là cái hương nó y chang như nhau, nó giống tới 99% lận, nhưng mà cái độ lưu hương của nó không lâu bằng. Cái độ lưu hương của nó không lâu bằng thì mình mua cái này mình xài là ok rồi ha. Giá là 350 ngàn hàng Pháp nha mấy chị. Giá là 350 ngàn. Em về hàng luôn rồi nè. Đó, một lọ của nó là 50ml. Một lọ là 50ml nha. Nó giống cái mùi Chanel Coco tới 99% lận. Một lọ là 50ml. Về hàng luôn rồi nha mấy chị. Hàng này là hàng sale. Cái giá mà 350 là giá sale nha mấy chị. Giá sale á nha. Cái nào mà giá sale là em nói trước với mấy chị để lần sau mà ví dụ như mình đặt hàng mà cái giá nó không sale là mình không có, mình khỏi có thắc mắc. Tại vì là lúc mua sale giá nó rẻ thì em bán rẻ ha, còn cái giá nó cao thì em bán cao. Nước hoa Celine nha, chị nào lấy thì chốt cho em là nước hoa 350. Đó, nước hoa 350 cho em nha. Em hình như là em về được 20 22 lọ gì đó, nhưng mà mấy chị chốt hàng là một ít rồi. Mấy chị chốt hàng trước cái bài em đăng là một ít rồi. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Hồng một lọ nè, chị Dung Dung một lọ ha, ok chị nè. Đó. Nó giống cái mùi nước hoa Chanel Coco mấy chị. Mà cái độ lưu hương của nó không lâu bằng. Cái độ lưu hương của nó không lâu bằng. Có thể là cái này là ví dụ như thay vì cái nước nước Chanel Coco là nước 1 đi thì cái, có thể là cái nước này là nước thứ 3, giống như cà phê mà nước thứ 2, nước thứ nhất, nước thứ 2 vậy đó. Nên cái độ lưu hương nó không bằng nhưng mà cái mùi của nó thơm lắm. Cái mùi của nó thơm y chang 99% luôn. Rồi, chị nào lấy nữa thì chốt cho em ha. Nước hoa 350, mấy chị ghi nước hoa 350 là em biết rồi nha. Nước hoa 350, giá nhớ là giá sale giùm em cái nha mấy chị. Nhớ là giá sale giùm em cái chứ để mà lúc mà nó lên giá là mấy chị cứ hỏi ủa chứ sao hồi đó 350 mà bây giờ giá nó cao hơn thì em không biết ngõ nào mà trả lời mấy chị luôn đó. Rồi, đây. Để em mở cái chai ra để mấy chị nào vào sâu á. Mấy chị coi. 50ml nha, 50ml. Rồi ok chị Thơm Lê nha. À, nó có em về được ba lọ cái Hermes này mấy chị. Mua được có ba lọ tại vì nó hàng sale á, nước hoa sale là ở, nói chung là hàng Pháp mấy chị. Bữa nay là livestream đồ nhiều á nên là cứ mỗi lần mà kệ nó sale một cái là coi như là hàng nó hiếm lắm luôn á. Cái thằng này giá cũng sale luôn nè mấy chị, cái nước hoa Hermes này nè. Cái này là nước hoa cho nam nhưng mà cái mùi đó em thì em vẫn thích cái mùi này luôn á mấy chị. Gọi là nước hoa cho nam nhưng mà em cũng thích cái mùi này. Cái này là giá là 380 ngàn một lọ nha mấy chị. Một lọ của nó là 50ml. Cái hàng này hàng mini nha, chỉ có 3 lọ thôi, mua được có 3 lọ. Cái dòng này mà nếu như không sale thì tầm khoảng cỡ chừng 480 ngàn á. 480 ngàn á. Cái sữa ông chúa không có loại viên chị ơi, cái sữa ông chúa không có loại viên. Em đa phần em bán cái loại nước không chứ không có bán loại viên nha. Tại vì cái viên đó, nó làm giả nhiều quá. Cái loại viên nó làm giả nhiều quá thành thử là không có bán cái loại viên. Đó. Cái loại viên nó giả nhiều quá chứ xong em về em bán á mấy chị cứ nói là ủa chứ sao mà bán giá cao vậy, cứ nói hoài em ghét quá em nhập về luôn. Cái Hermes này là giá của nó là 380 ngàn ha mấy chị, 380 ngàn 50ml. Cái này là nước hoa nam nha, nước hoa nam. Nhưng mà cái mùi của nó nữ mình xài, chị nào mà thích cái mùi mà cái kiểu là cái tông của mình hồi giờ cái gu của mình thích cái mùi mà đậm đậm á mấy chị, là cái này là mấy chị xài là ok luôn nè. Em mở ra em thích cái mùi này. Nó lưu hương lâu, mấy cái mùi mà hơi đậm đậm một xíu là lưu hương rất là lâu nha. 50ml giá là 380 ngàn ha. 380 ngàn nha. Em có 3 lọ thôi. Có 3 lọ thôi. Nam nữ rồi gì xài cũng được hết trơn, mấy chị có thể xài, chị nào mà trẻ trung á thì coi như mình có thể xài couple là coi như là hai vợ chồng xài chung luôn ha.
có 3 lọ thôi, không có nhiều. Nước hoa Pháp luôn đó mấy chị. Nước hoa Pháp luôn ha. Đó là đợt này nước hoa Pháp là về là được 20 22 lọ gì cái Sedin Ly đó với ba cái lọ Hermes này thôi. Rồi. Đến cái này là cái chai tẩy lông nha mấy chị, cái tuyếp tẩy lông ha, lông tay, lông chân. Nó đi dễ lắm luôn á, nó đi dễ lắm luôn á. Chị nào mà ví dụ như lông tay nhiều hoặc là lông nách nhiều á mấy chị, mình có thể mình bôi cái này lên. Mình bôi cái này lên xong mình để khoảng cỡ chừng là 10 phút ha, mình để 10 phút bắt đầu mình lấy một cái khăn khô á mấy chị, mình lau lại hoặc là mình lấy cái khăn ướt vắt khô cũng được, mình lau lại một cái là cái lông của mình nó đi sạch trơn luôn, nó đi sạch trơn luôn ha. Đó, chị nào mà nhiều khi mình cạo á mấy chị thì coi như là nó sẽ lông nó lên mà nó lên nó cứng. Còn mà mình cái kiểu là mình dùng cái thuốc cái kem tẩy lông á mấy chị, cái lông nó lên nó sẽ mềm hơn là mình cạo. Nó sẽ mềm hơn là mình cạo ha. Đó, mà cái da của mình nó mềm nữa chứ nó không có gây mà khô da rồi nha. Cái này là hàng của Pháp luôn ha mấy chị, giá là 150 ngàn một tiếp, một tiếp của nó là 100 ml. Một tiếp của nó là 100 ml ha. Cái tiếp này nếu như mấy chị xài hai chân hai tay không mình dùng được 10 lần á. Mình dùng được 10 lần á. Cái này là kem tẩy lông nha. Cái đồ này là để nó cạo mấy chị, lúc mà mình bôi xong rồi ấy, mình cạo này này cho lông nó đi á. Chị nào mà hay cạo lông chân á thì coi như mình nên mua cái thằng mà tẩy lông này đi. Tại vì mình mua cái tẩy lông á khi mà lông nó ra mấy chị nó không có bị cứng. Nó không có bị cứng cái sợi lông. Với lại là nó bị cái kiểu là bị viêm nang lông á, thường thường mấy chị hay cạo là cái lông nó hay mọc ngược vô bên trong á. Nó gây ngứa đó mấy chị. Còn cái này á thì nó là nó làm mềm cái sợi lông chứ nó không có cứng cái sợi lông ha. Nó không có cứng cái sợi lông như mình cạo. Cái đáp của nó là tháng 1 năm 2023 nha. Giá là 150 ngàn một tiếp. Một tiếp của nó là 100 ml. Trời ơi, em xịt thử cái Sedin Ly này mà nó thơm. Nói vậy chứ nó thơm cũng đậm lắm á. Rồi, cái tẩy lông ha. À, em qua cái này mới à đây đây cái món này hay nè, cái món này mới về nè. Cái món này là cái mặt nạ đất sét nha mấy chị. Cái mặt nạ đất sét ha, giúp thải độc da nha. Chị nào mà coi như mình hay bị cái kiểu là mình xài kem trộn đồ đó mà cái da mình nó đang bị tổn thương á thì cái này nó thải độc chì nè. Cái mặt nạ đất sét này nè mấy chị, nó thải độc chì ha, dành cho da nhạy cảm rồi luôn nè. Giá của một tuýp này á là coi như là 230 ngàn nha mấy chị. 230 ngàn mà 100 ml. Một lần mấy chị xài có chút xíu à. Có nghĩa là khi mình lấy ra nó như dạng kem vậy đó mấy chị, mình lấy ra ha xong rồi mình bôi trên mặt. Mình bôi đều khắp trên mặt rồi mình đợi khoảng cỡ chừng 20 phút nó hơi khô khô lại đó. Nó hơi khô khô lại là coi như mình đi rửa lại. Mình đi rửa lại. Cái này là nó không phải như dạng lột nha mà nó là nó khô lại trên bề mặt giống như mình đắp mặt nạ đậu xanh rồi vậy đó, nó khô lên mặt rồi mình đi rửa lại thôi. Mình đi rửa lại. Thì cái tiếp này là mặt nạ đất sét nha, mặt nạ đất sét nó giúp thải độc da, thải độc chì cho da nha mấy chị. Nó một tuần mình nên đắp 2 lần ha. Mấy chị bôi lên để khoảng cỡ chừng 15 20 phút á, nó hơi khô khô lại rồi mình đi rửa. Đó, hàng của Cartier ha. Dạ rồi, ok chị Kim Loan nha, một tuýp tẩy lông ha. Giá của cái này là 230 ngàn. Tính ra 230 ngàn mấy chị đắp rất là nhiều lần. Một miếng mặt nạ giấy nó tiện nhưng mà một miếng mặt nạ giấy thì mấy chị mua là khoảng cỡ chừng gần 30 ngàn rồi, 25 30 ngàn một miếng mặt nạ giấy rồi thì 10 lần như vậy thì mất 250. Cái tiếp này phải đắp là coi như phải 3 40 lần chứ không phải là 10 lần đâu, 10 20 lần đâu mấy chị. Một lần mình dùng nó có một tí à, một lần mà mình bôi khắp cái mặt của mình là bằng một đầu ngón tay vậy thôi. Đó, là mình bôi đều khắp mặt rồi. Mặt nạ đất sét ha. Giá là nó cái dạng nó hơi sệt sệt giống như dạng kem vậy đó mấy chị, nặn ra xong mấy chị bôi đều khắp mặt đợi khoảng cỡ chừng 15 20 phút rồi nó khô mấy chị đi rửa thôi. Nó thải độc chì, một tuần mình nên dùng 2 lần nha. Giá là 230 ngàn nha. Chị nào lấy thì chốt cho em là mặt nạ đất sét ha mấy chị, mặt nạ đất sét nha. Đó, rồi. Em có về cái sữa tắm. Cái sữa tắm này, hôm bữa trước cái sữa tắm mà Bed and Body Works của Mỹ mấy chị nó đã thơm rồi đúng không? Cái thằng này nó còn thơm ác chiến nữa. Thằng này nó cũng thơm lắm luôn á. Thì nó có hai loại nha mấy chị. Cái này á, là hương hoa nhài. Cái này là hương nhài ha. Một lọ của nó là 560 ml, giá của nó là 230 ngàn, hàng này hàng Pháp nha. Cái hãng này nó có hàng của Mỹ nữa. Cái này nó có hàng của Mỹ nữa nhưng mà cái này là em nhập từ Pháp nha mấy chị, lưu ý giùm em tại vì em có hai hàng, thường 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 hàng Pháp với hàng Mỹ nữa đó, nhưng mà cái này là em nhập từ Pháp nha. Em nhập từ Pháp. Nó là 560 ml. Trời nó thơm lắm luôn á. Nó thơm lắm luôn á chứ mấy vị. Như là mình tắm nước hoa vậy đó. Cái sữa tắm này nè, y chang như là tắm nước hoa vậy đó.
Dạ không, em không có cái lụng cám. Mấy bữa cái lụng cám em có hàng của Thái á, mà coi như bữa nay em hết rồi. Tại vì em thấy nó mắc quá nên em cũng không có nhập về nữa. Cái này là giá là 230.000 nha, là bởi vì nó 560 ml. Còn cái thằng này á là hương vani. Hương vani 750 ml, giá của nó là 250 ha mấy chị. Hương vani chị nào muốn hương nào thì mấy chị lấy cái hương đó ha. Cái này là hương hương hoa lài, hương hoa nhài, giá là 560 ml, giá là 230.000. Còn cái hương này là hương vani. Hương vani ha, hương vani thì 750 ml, family size là coi như cái size lớn nè, 750 ml, giá là 250. Đó. Thơm lắm mấy chị, thơm lắm luôn á. Cái này là coi như em đặt về trước một ít để em coi thử nó như thế nào, tại vì hồi giờ nó nói thẳng ra em cũng chưa tắm cái loại này. Em cũng chưa tắm cái loại này mà ngày hôm qua lấy một cái chai vani ra xài mấy chị, trời ơi nó thơm. Nó thơm mà nó thơm lâu nha, chứ không phải sữa tắm mà coi như tắm xong rồi khoảng cỡ chừng tiếng đồng hồ nó hết thơm đâu. Nó thơm rất là lâu, đến sáng mà cái da của mình nó còn thơm thoang thoảng luôn á. Cái thằng này nè. Đó là bây giờ em đang đặt hàng bên kia nữa đó mấy chị. Hiện tại em về là ít nha, em về là hình như là có ba cái chai vani với hai cái chai nhài thôi. Do là em không biết nó như thế nào nên em không có dám nhập nhiều về. Em nhập ít về trước để coi thử cái hương nó như thế nào, mà coi như là sướng lắm luôn. Chị nào mà nói thiệt có điều kiện mấy chị nên mua xài đi, thơm lắm. Cái hương vani á là 250, còn cái hương nhài là 230, cái nào cũng thơm hết. Nhưng mà em mới hôm qua em thử cái vani này. Mới hôm qua em thử cái vani này mà nó thơm tới sáng, mà cái da mình khi mà mình tắm xong á mấy chị thì coi như là nó thơm rất là lâu nha, chứ không phải như sữa tắm thơm bình thường là nó thơm khoảng cỡ chừng một tiếng đồng hồ. Còn cái này mình tắm tới sáng luôn á là nó vẫn còn cái mùi thơm dịu luôn á. Tắm tới sáng luôn mà vẫn còn thơm á. Dạ rồi ok chị Dung Dung nha. Cái hoa nhài là 230, là 560 ml. Còn cái hương vani á là coi như là 750 ml, thì giá của nó là 250. Rồi em lên cái món khác nữa ha. Cái thuốc bôi trĩ. Đây cái thuốc bôi trĩ nè mấy chị. Giá của cái tuyếp thuốc bôi trĩ này là 190 ngàn nha. Cái này là bôi trĩ trĩ ngoại nha mấy chị. Trĩ ngoại có nghĩa là nó hơi lòi lòi ra bên ngoài á. Nó hơi lòi lòi ra bên ngoài á là mình bôi. Bôi từ từ nó sẽ teo lần lần luôn mấy chị. Nó sẽ teo lần lần luôn. Cái trĩ này nó rất là hay nha. Cái thuốc bôi trĩ này nó hay lắm. Hay cực kỳ luôn. Thuốc bôi trĩ cái này là trĩ ngoại nha. Còn trĩ nội là mấy chị phải đặt. Trĩ nội là mấy chị phải đặt. Dạ rồi ok chị Tứ Kim nha, một chai sữa tắm vani với lại là một chai tẩy lông ok chị nè. Hàng này là hàng Pháp hết nha mấy chị, toàn bộ em đang like là hàng Pháp hết. Cái này là giá của nó là 190 ngàn, cái này là bôi trĩ hết mấy chị, thuốc bôi trĩ, trĩ ngoại nha. Trĩ ngoại 190 ngàn một lọ, của nó là 20 g. Đó, chị nào là lấy thuốc bôi trĩ thì báo cho em nha, thuốc bôi trĩ. Rồi, ở đây em có cái bịch này. Cái đợt này nó về á mấy chị, hôm bữa trước có nợ hàng mấy chị á, nhưng mà cái bịch này nó về mấy chị. Chị nào mà nhận được cái gói mà 500 miếng, tại vì nó hết cái hàng mà tặng 600 miếng rồi mấy chị, bây giờ là nó về là 500 miếng. Thì nếu như Ngọc á, mấy chị nhận hàng nha, mà mấy chị thấy đúng cái 500 miếng này nè, mấy chị chụp màn hình lại cho em. Xong rồi á, là đợt sau á, em sẽ trừ tiền lại cho. Tại vì là 500 miếng Ngọc nó không có đi, 500 miếng là giá của nó 150, 600 miếng giá là 170. Đó, mà không biết là có một số chị là bữa trước là nợ đơn mà chưa trả mấy chị, mà hàng về nó chỉ có 500 miếng thôi. Thì mấy chị chụp màn hình lại, nếu như Ngọc nó tính 170 á, thì mấy chị chụp màn hình lại, chụp màn hình lại cái bọc mà 500 miếng này nè. Thì đợt sau em trừ lại 20 ngàn cho nha. Tại vì có một số chị là nhận cái bịch 500 miếng mà tính 170 á. Rồi ok chị Thúy Sơn nha. Hôm nay cái bộ não hàng hàng Mỹ chị ơi, em không có cầm qua bên đây, cái này hàng Pháp. Dạ ok chị Thúy Sơn nè. Giá của cái bịch bông tẩy trang này là 150 nha mấy chị. Một bịch của nó tới 500 miếng lận ha. Một bịch của nó tới 500 miếng lận. Mấy chị xài rất là lợi luôn á. Tại vì bình thường mình mua một cái hộp tẩy trang bình thường thôi, nó chỉ có 80 miếng. Cùng lắm là nó tặng cho mấy chị 20 miếng, là chỉ có 100 miếng thôi. Mà giá của nó là đã tới nhiêu rồi, 5-60 ngàn gì rồi đúng không? Nó còn đây là 500 miếng mà giá 150 mấy chị. Nó lợi. Có tiền ship chứ chị, bên em không có bao giờ mà miễn ship hết trơn á. Mấy chị mua hàng á, mấy chị đừng có để ý cái tiền ship, em nói cho nghe. Nếu như mà chỗ nào mà nó free ship cho mấy chị á, là nó cộng tiền vô trong cái giá thành sản phẩm hết trơn á.
là nếu như chị nào mua nhiều là mấy chị bị thiệt á, chứ không phải ấy đâu, cái đó em nói thật đó. Còn bây giờ bên em cứ em ra cái giá sát cho mấy chị, là chị nào tới nhà mua thì coi như là mấy chị được lợi đó. Chứ bây giờ ví dụ như một món ha, em cộng cho mấy chị khoảng cỡ chừng 15-20 ngàn lên, xong rồi mấy em nói mấy chị là mua 3 món mấy chị được free ship. Ví dụ một món em cộng 20 ngàn đi, thì 3 món mấy chị mua 3 món thì là phải là em được lợi là 60 ngàn đúng không? Rồi free ship cho mấy chị thì trừ 30 ngàn tiền ship ra, phải em còn lợi 30 ngàn không? Còn nếu như mấy chị mua đó thì coi như là ví dụ như em trừ thẳng ra luôn thì mấy là 60 ngàn, mà mấy chị trả tiền ship là coi như em thu tiền ship mấy chị có 30 ngàn chứ mấy, thì mấy chị vẫn còn lợi 30 ngàn. Do đó là mấy chị đừng có mơ mà tiền ship nó cộng vô sản phẩm hết trơn á, không ai mà bán hàng mà coi như mà mấy cái đó người ta không có tính toán đâu. Cái đó là em nói thật đó. Rồi cái này là 500 miếng, giá là 150 ngàn nha, cái bịch tẩy trang ha. Và coi như 20 bịch mà bây giờ còn có mấy bịch mấy chị? Tại vì nó lợi. Và cái thứ hai nữa mấy chị biết làm sao không? Cái này á, là cái hàng Pháp nè, nó ghi trên này nè. Very soft cotton pad này, là coi như là cái miếng này á, là làm từ cô tông, mấy chị cô tông 100% luôn á nha. Nó mềm, nó rất là mềm, very luôn kìa, nó rất là mềm, mềm ha. Đó, thì coi như là nó giúp cho chăm sóc da cho baby care luôn nè mấy chị. Skin care, skin baby nè, baby skin care nè. Đó, là nó chăm sóc cho da của em bé luôn. Rồi coi như là nó lấy đi cái lớp tẩy trang nè, makeup nè. Đó, 100% từ cô tông, mấy chị biết cái này hay làm gì không? Em hay lấy nhúng nước xong rồi lau đít cho em bé, nó mềm 100% từ cô tông luôn đó. Giá là coi như là 150 một bịch ha, 150 một bịch. Dạ rồi, không, em không có bán hàng của Úc, em không có bán hàng của Úc nha. Rồi ok chị Tuyết Nguyễn nha, tẩy lông với lại là bôi trĩ ok chị ha. Phí ship đồng giá đi tỉnh là 30 ngàn hết đó chị ơi. Rồi ok chị Miền Nguyễn, một bịch bông tẩy trang nha. Cái bịch bông tẩy trang này 500 miếng, giá là 150 nha mấy chị, 150. Cái bông, cái sợi bông nó mềm lắm, thành thử nó mới ghi là coi như là baby skincare mấy chị, là da em bé là dùng ok luôn. Rồi để em coi thử còn món gì nữa nha. Đây cái cái này là cái bộ sữa tắm của cái sữa tắm của em bé luôn nè mấy chị. Cái sữa tắm của em bé kìa, nó chung hẳn với cái nước hoa của em bé, mấy chị thấy không? Một set như vậy, cái này là dùng được cho bé sơ sinh luôn nha mấy chị, tắm được cho bé sơ sinh luôn ha. Một set như vậy á, thì giá của nó là 520 ngàn nha mấy chị, 520 ngàn một set sữa tắm cho bé nè, 520 ngàn ha. Đó. À, một chai thì nó có vòi, một chai nó không vòi. Khi mà mình dùng xong cái chai này rồi, mình có thể mình mở cái này ra, mình gắn vô trong cái này ha. Mình gắn vô trong cái này. Cái này là nó là một chai của nó là 500 ml nha. 500 ml, hai chai thì là 1 lít nha. À, cho chị hỏi người tiểu đường uống bổ não được không? Được, bình thường chị. Cái bổ não nó đâu có đường rồi gì đâu, thành thử uống bổ não bình thường. Của Mỹ bao nhiêu? Chị đang hỏi cái gì ta, bộ não đúng không? Bộ não của Mỹ đợt vừa rồi nó đang sale là 550, một hộp của nó là 340 viên á. Một hộp của nó là 340 viên, tại vì em đang like em không có soạn hàng Mỹ ở đây. Đó, cái này là sữa tắm cho bé nha, dùng được cho bé sơ sinh luôn ha mấy chị, dùng được cho bé sơ sinh luôn nha. Đó. Giá của nó là 520 ngàn, một cặp là hai chai, một chai là 500 ml. Một chai là 500 ml ha. Rồi, sữa tắm cho bé. Bữa chị nào dặn hàng em mới có về luôn á. Rồi đây. Cái này chị Huyền Trân dặn hàng em là về luôn rồi nè. Cái chai này là cái dung dịch vệ sinh phụ nữ nha mấy chị. Cái chai này là cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ ha. Dạ rồi ok chị Dương Khả Nhi nha. À hồi nãy chị nào hỏi em cái viên uống đẹp da. Cái viên uống đẹp da là giá 580 á. Cái này nè, cái viên uống đẹp da nha, là giá là 580. Cái chai này là cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ của Pháp ha mấy chị. Nó có cái hương của nó là hương lavender nha mấy chị. Cái này nè là nó có hương nha, cái hương của nó là hương lavender. À, một chai của nó là 250 ml nha, một chai là 250 ml, giá của nó là 270 ngàn một chai. 270 ngàn một chai nha. Cái chai này là dung dịch vệ sinh phụ nữ của Pháp, hàng nội địa luôn nha mấy chị, hàng nội địa. Cái hàng này nó có hàng xuất khẩu á.
cái hàng này ở Việt Nam mình nó có hàng xuất khẩu, còn hàng này là hàng nội địa luôn ha. Hàng nội địa là hàng nó chỉ làm cho thị trường của Pháp thôi, còn hàng xuất khẩu là có nghĩa là ví dụ như Việt Nam mình đặt hàng đi thì coi như nó sẽ sản xuất qua thị trường của Việt Nam mình ha, gọi là hàng xuất khẩu. Bao giờ cái hàng nội địa mới chị dùng, cái chất lượng của nó cũng sẽ nhỉnh lên vài phần so với cái hàng xuất khẩu hết trơn. Dạ rồi, ok chị Vi Thảo. Chị Vi Thảo lấy cái nước hoa hồng và lavender này đúng không chị? Chị lấy cái nước hoa hồng này đúng không? Lấy cái nước hoa hồng lavender này đúng không? Giá của cái chai lavender là 301 nha. Giá của cái chai lavender là 301. Ủ bơ là 250 á chị. Cái ủ bơ đó là 250 nha. Đó, rồi cái dung dịch vệ sinh phụ nữ của Pháp này giá của nó là 270 một chai, 250 ml. Em cũng nói luôn nha mấy chị, mấy cái hàng này là toàn bộ đi về bằng đường bay hết trơn á mấy chị ơi. Tại vì em không có bán cái số lượng mà gọi là quá nhiều. Ví dụ một món thì nó tầm ví dụ nhẹ 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 cái món nào mấy ví dụ canxi rồi này nọ thì em về khoảng cỡ chừng 20 chai hoặc là nhiều lắm là 30 chai. Còn ví dụ sữa tắm đồ thì đi về là khoảng cỡ chừng 5 chai, 10 chai là cùng, chứ không có bao giờ mà đi về cái số lượng mà coi như là cả trăm thùng. Do đó là toàn bộ đi về bằng đường bay hết, không có đi về bằng đường biển. Thì khi cái giá thành sản phẩm mấy chị phải lưu ý giùm em một cái, em nói rất là nhiều lần mấy chị cứ hay lên Google mấy chị sạch giá. Bây giờ không so sánh giá với hàng giả đi nha, hàng giả thì nó rẻ rồi mình khỏi nói rồi. Nhưng mà mấy chị khi mà so sánh giá là mấy chị ví dụ như shop này shop kia nó chênh lệch khoảng cỡ chừng 10 ngàn hoặc là 20 ngàn là cùng, nếu như cùng đi về bằng đường bay. Còn nếu như mà nó chênh lệch nhiều á, thì mấy chị phải lưu ý là nó đi về bằng đường biển đó. Đi về bằng đường biển cái phí nó rẻ hơn nhiều. Thì khi mà nó đi về bằng đường biển như vậy thì mấy chị biết rồi, cứ hàng hóa mà lên đên trên biển coi như là lâu như vậy thì coi như cái chất lượng nó sẽ giảm chút đỉnh ha. Thì cái phí ship đi về biển nó sẽ rẻ hơn nha. Nên mấy chị lưu ý giùm em. Lưu ý giùm em cái. Dầu thơm Pháp, cái này là nước hoa Suddenly, cái mùi của nó giống 99% cái mùi mà Chanel Coco đó. Giá là đang sale là 350 nha, sale tại Pháp chứ không phải shop em sale nha mấy chị. Đang sale tại Pháp á, là tính về Việt Nam mình là 350 ha. 350 nha, 50 ml. Cái mùi của nó giống tới 99% cái mùi của Chanel Coco. Đó, là cái Suddenly. Còn cái nước hoa mà Nam á, Hermes này giá là 380 nha, thì em chỉ có 3 lọ thôi. Em chỉ có 3 lọ thôi, cái nước hoa của Nam nè. Cái mùi này nữ cũng xài được nè, nữ xài cũng thích hợp lắm. Rồi, cái dung dịch vệ sinh phụ nữ cho dung dịch vệ sinh cho bé. Đây mấy chị, cái dung dịch vệ sinh cho bé nè. Cái chai này giá của nó là 220 ngàn ha mấy chị, 220 ngàn. Cái này là dùng được cho bé từ 3 tuổi nha, từ 3 tuổi. Chị nào mà có con gái mà coi như ở trong cái độ tuổi mà vậy thì á, cho tới tầm khoảng cỡ chừng 15 tuổi đổ xuống, từ 3 tuổi trở lên, từ 15 tuổi đổ xuống á mấy chị phải để ý những cái vấn đề mà coi như là vệ sinh cái vùng kín cho bé ha. Đa phần những cái sản phẩm mà ở Việt Nam mình em nói thiệt luôn á, tại vì em hay tìm cho hai bé nhà em á. Con bé nhỏ thì nó dễ rồi, tại vì con bé nhỏ nó ốm mấy chị. Còn bé lớn nó mập á, thì khi nó mập như vậy mấy chị là cái phần đùi của nó khít lại á. Hàng ngày đi lên trường cứ trường đâu có rửa đâu mấy chị, em cứ đưa cho cái tờ giấy cho cái giấy vệ sinh cho nó bỏ theo, mỗi lần đi toilet nó chỉ chậm thôi. Thì cả ngày như vậy mấy chị, cái bộ phận sinh dục của nó với lại là nó mập á, nên là hai cái đùi nó cạ vào nhau á, là khi mà nếu như mình không có hướng dẫn nó chăm sóc kỹ như vậy, nó dễ rất là dễ bị viêm luôn á, rất là dễ bị viêm luôn. Nên mấy chị là coi như là lưu ý là coi như là có bé gái là phải để ý mấy cái vụ đó ha. Giá của cái chai này là 220 220, em nói giá nó quá rẻ luôn á, chứ không hề mắc một tí nào luôn á mấy chị. 200 ml ha, 200 ml, mà nó cái dạng mình coi khi mà sử dụng á mấy chị, mình chỉ bấm ra khoảng cỡ chừng hai bấm thôi, hai bấm như vậy thôi là coi như là đủ rửa đều đủ vệ sinh rồi. Nên cái lọ này á, mình xài thấy nó tiết kiệm lắm, chứ nó hơn mình thấy mình đầu tư ban đầu mình thấy nó cao như vậy đó, nhưng mà về lâu về dài thì mình thấy nó lâu, mình xài thấy nó hiệu quả, nó tiết kiệm chứ nó không hề phí. 220 ngàn ha, 220 ngàn dành cho bé gái từ 15 16 tuổi đổ xuống, từ 3 tuổi trở lên. Kem chống nắng là em có của Hàn Quốc đó chị, kem chống nắng là em có kem chống nắng của Hàn Quốc nha. Đó, dung dịch vệ sinh cho bé gái nha. Cái này thì hiện tại em còn một chai, nó đang trên đường về nữa đó mấy chị, tầm khoảng cỡ chừng một tuần nữa là nó về tới nơi nữa. Hiện tại ở shop là em chỉ còn một chai thôi.
Cây son Dior là em hết rồi á chị Lùng ơi. Cây son dưỡng Dior này là em hết luôn rồi nè. Cây son dưỡng Dior này em chỉ có 3 cái, 3 cây là hồi nãy giờ em chốt cho mấy chị hết rồi. Thì nếu như có khách xả thì em sẽ chốt cho chị nha. Chứ hiện tại là cái cây này em còn 3 cây là em chốt đủ hết rồi. Thì cái nước hoa hồng lavender, nước hoa hồng lavender thì em còn. Cái bông lavender em còn. Một bông tẩy trang này là ok chị nha. Còn cái son dưỡng Dior thì hiện tại là em đang hết hàng nha. Hiện tại em đang hết hàng. Đó. Đó, còn cái chai vệ sinh cho bé gái này em còn ở shop là em còn. Ủa, hình như còn 3 chai. Quên quên, nó nằm ở trong cái thùng hàng Mỹ. Ngày hôm qua con Ngọc nó cầm lên, đúng rồi, còn 3 chai. Cái này là em còn 3 chai nè. Rồi hàng nó đang trên đường về nữa. Nó đang trên đường về nữa ha. Đó, cái này là cái chai Vichy mấy chị. Cái chai dạng như là cái, nó là một dạng serum đó. Nó là một dạng serum ha. Đó, Mineral là coi như 89. Cái này là nó chiết xuất từ những cái khoáng chất của núi lửa đó mấy chị. Của núi lửa. Da ai mà da da. Giá là hồi nãy giờ em trả lời mấy lần chị rồi đó. Hồi nãy giờ chị đi đâu hả? Giá là 580 đó chị. 580, 200 viên một ngày mình sử dụng 2 viên ha. Một ngày mình sử dụng 2 viên. Giá của cái lọ này là 650 nha mấy chị. 650. Nó chiết xuất từ những cái khoáng chất núi lửa mấy chị. Khoáng chất mà lấy ở núi lửa đó. Cái này là giá là 650 của hãng Vichy ha. Của hãng Vichy, cái này em còn một lọ thôi. Cái này em còn một lọ rồi. Đó, hàng Pháp đa phần là hình như có mấy món đó thôi. Em về em còn được mấy món đó nữa. Rồi, cái bộ này nè mấy chị, em có hai bộ nha. Trời em thấy cái bộ này nó rẻ quá mà không 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 chị nào mê mấy cái bộ này hết trơn. Cái hãng Estée Lauder mấy chị. Hồi giờ mấy chị không có hay dùng cái hãng này hả? Cái hãng ST này em còn được ha, em có hai bộ thôi. Săn mua nhiều mà không có hai bộ thôi, tại vì là săn mua nhiều á, sỉ nó dặn hàng á mà lại không có. Hôm em đăng bài lên nó sỉ nó dặn hàng mà không có luôn. Về có hai bộ để bán lẻ cho mấy chị thôi á. Cái này là nó có là một tiếp sữa rửa mặt nè, 30 ml. Cái này là nó chiết xuất từ lựu đỏ nha mấy chị, từ trái lựu đỏ ha, hàng ST, hàng này hàng Pháp nha. Cái này là sữa rửa mặt 30 ml nè, là từ lựu đỏ. Cái này là lotion nè, 30 ml luôn. Đó, 30 ml luôn. Cái này là kem, kem ngày. Kem ngày ha, 15 ml. Rồi, một lọ kem đêm. Một lọ kem, cái này là kem đêm nè. Cái lọ kem đêm nè. Đó, cái lọ kem đêm nè, là 57 ml nè. Rồi, cái này là cái dưỡng mắt ha, dưỡng mắt là 50 ml, dưỡng mắt là 50 ml. Và một cái cây son màu hồng đào, một cái cây son màu hồng đào ha, giá của nó là 1.150.000 một bộ đó. Nó gồm 6 món mỹ phẩm ở bên trong và nó tặng kèm cho mình một cái túi da bên ngoài. Cái màu hồng đào này, cái màu này dễ dùng lắm, nó cái màu hồng đào ha. Son mini nó dễ thương lắm. Đây mấy chị bỏ trong ví rồi mấy chị đi là tiện đó. Cái túi da này đẹp lắm mấy chị. Giá là 1.150.000 ha, 1.150.000. Dạ rồi, ok chị Ngô Mai nha, một chai vệ sinh cho bé. Trời em thấy mấy chị mua vệ sinh cho bé mà ít như vậy là coi như là chứng tỏ là coi như cái vệ sinh cho bé nó tốt lắm luôn á mấy chị. Rất 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 là nên sử dụng luôn á, cái vệ sinh cho bé đó. Rồi, cái sữa ăn chúa có chị nào lấy nữa không? Cái sữa ăn chúa nè. Cái sữa ăn chúa nè. Mấy chị ít dùng cái dạng nước ha. Đa phần những cái món nào mà là dạng nước á, là coi như là mấy chị nên mua sử dụng. Tại vì là cái dạng nước nó thẩm thấu vô trong người mình nó nhanh hơn là cái dạng viên. Thay vì ví dụ như mấy chị uống viên ha, thì một tháng mình mới thấy nó công dụng. Thì mình uống dạng nước khoảng cỡ chừng nửa tháng là mình thấy công dụng thôi. Tại vì cái dạng 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 nước nó thẩm thấu vô người mình rất là nhanh. Cái này là sữa ông chúa này, một hộp của nó là 20 ống ha. Một hộp của nó là 20 ống. Một ống của nó đây nè, cái nó thơm cái mùi dứa ép. Cái mùi dứa ép khi mấy chị dùng thì mấy chị nhớ lắc đều lên nha, lắc đều lên. À, nó có lúc mà mình trút ra mấy chị nó sẽ có một cái lớp, nó cái kiểu là nó hơi có cái cặn cặn á. Cái cặn cặn đó là bình thường nha mấy chị. Cái cặn cặn đó là dạng cái hàng bio á, cái hàng mà nó cái cặn cặn đó là từ cái xác á, cái xác á, chứ nó không có phải là coi như là nó bị cái vấn đề gì đâu. Thành thử là mấy chị yên tâm nha, ở trên hộp nó cũng có ghi như vậy luôn, nó cũng có ghi cái nốt như vậy luôn. Đó, giá của cái hộp này là đợt này là sale là còn 520 ngàn thôi. Giá chưa bao giờ mà sale cái giá này. Có thể là nó đang đổi mẫu mã nó, thành thử là nó sale giá đó.
Đây nè, em vẫn còn cái mẫu cũ nè, cái mẫu cũ, cái date của nó là năm 2021 nè. Các chị nhìn dưới nè, không? Tháng 7 năm 2021 nè. Cái mẫu cũ của nó là giá bán ra là 650 lần đó. Mà bây giờ bắt đầu nó đổi cái mẫu mới nè mấy chị, nó qua cái mẫu mới nè. Thì con mẫu mới của nó là cái date năm 2022 nè. Tháng 7 năm 2022 nè mấy chị ha. Thì cái mẫu mới giá nó sale còn có 520 ngàn, tính ra nó rẻ hơn tới 130 ngàn luôn. Đó, chị Nguyễn Hồng là chị chỉ hay mua cái hàng mà cái sữa ông chúa này chị dùng nè, thấy sale là chị mua một lần có 10 hộp, 10 hộp lận. Rồi. Cái nước hoa Sinelli này chị nào lấy nữa thì báo luôn cho em nha. Chị nào lấy thì báo luôn cho em. À, cái gì ta? Chị gửi cái mẫu inbox qua đi chị ơi, chứ bây giờ chị nói túi nó nhiều quá, bây giờ chị nói vậy em cũng không nhớ luôn á. Rồi ok chị Tú Quỳnh nha, cái sữa ông chúa uống tốt lắm á mấy chị, nhất là ai mà người lớn tuổi mà bị suy nhược cơ thể, hoặc là coi như nó hay như em uống á nha. Cái cơ thể em suy nhược á thì nó không đến nỗi, nhưng mà khô âm đạo á mấy chị, cái kiểu là sinh xong rồi á, hoặc là người mình cái kiểu là càng lớn tuổi mấy chị, cái hormone, cái nội tiết tố trong người mình á nó giảm đó, thì khi mấy chị uống sữa ông chúa nó cái khô âm đạo nó cải thiện rất là đáng kể luôn. Cái này là cái vấn đề tế nhị nhân, nhưng mà em nói cái đó nó cũng quan trọng đó, là cái khô âm đạo đó là mấy chị uống khoảng cỡ chừng 2 hộp thôi là bắt đầu là mấy chị thấy nó cải thiện rõ ràng lên luôn á. Nước hoa chiết nó chưa về, nước hoa chiết chắc khoảng cỡ chừng thứ hai thứ ba gì nó về, với lại em đang đợi mấy cái lọ chiết, em đang đặt mấy cái lọ mà chiết ở Trung Quốc về đó, nó đợi nó về cái em đang đặt mấy cái lọ chiết nữa, mà lọ chiết nó cũng chưa về. Cái nước hoa này là uống buổi sáng, đúng rồi, uống buổi sáng tốt nhất là chị uống mà trước khi ăn, có nghĩa là chị dậy xong chị đánh răng súc miệng rồi chị làm một ống trước đi, rồi 30 phút sau chị ăn là nó thẩm thấu tốt cực kỳ luôn. Đây nè chị, cái tẩy trang nè, Bioderma nè. Cái chai này là nước hoa của Pháp nha. Cái mùi của nó là nó giống tới 99% cái mùi của nước hoa Chanel Coco đó. Nhưng mà cái này này á, là nó lưu hương không lâu bằng. Nó lưu hương không lâu bằng nha. Giá là đang sale là 350. Sao bị tăng cân chị? Ôi cái đó không phải đâu. Tăng cân đó là tại vì mấy chị kiểm soát cái lượng ăn của mấy chị vô không có đúng đó, chứ đừng có đổ thừa là giống như mấy chị hay đổ thừa là coi như ăn yến nó bị tăng cân ấy, mà không phải. Không phải. Sữa ông chúa làm sao mà uống tăng cân được? Nó là một dạng vitamin mà, nó đâu có chất béo rồi gì đâu mà coi như mà tăng cân. Tại vì cái lượng calo mấy chị nạp vô trong người mấy chị đó, mấy chị không có kiểm soát được cái lượng calo mấy chị nạp vô, chứ không phải là do thực phẩm chức năng đâu. Cái này nó đâu có chất béo mà cũng đâu có đường đâu. Nên nói mà nó tăng cân là không phải nha, giống như một số chị mà nói ăn yến tăng cân là không đúng. Ăn yến, yến là nó là từ axit amin, nó là mấy cái thành phần vitamin không, khoáng chất không, chứ nó không có chất béo. Nó cũng không có đạm mà để mà giúp tăng cân. Thành thử là mấy chị ăn yến nhiều khi là ví dụ như mấy chị ăn xong khỏe trong người quá rồi bắt đầu mình đem bổ sung thêm, mình cái kiểu mình khỏe rồi mình đói bụng rồi mình ăn nhiều vô á, nó gây tăng cân chứ không phải là do mấy cái đó đâu. Cái này là 350 nha, 350. Kem body của Pháp á, em không có nhập về, tại vì cái kem body của Pháp khi mà em dùng em cảm thấy cái độ ẩm của nó hơi bị nhiều. Cái độ ẩm của nó hơi bị nhiều mà ở cái khí hậu của Việt Nam mình á, cái da nó đổ dầu nhiều mấy chị, nên là em dùng em cảm thấy nó không có khô ráo, em không có nhập về. Có luôn đó, cái nước cái lotion của Pháp là cái thằng cái chữ khó đọc có cái chữ chờ gì đó, cái thằng đó là dùng dưỡng trắng da đó, nhưng mà khi em dùng lên trên da em thấy nó ẩm, nó ẩm dữ quá nên em không có ấy. Bình thường chị sữa ông chúa cao huyết áp rồi gì dùng được hết á. Bổ não một ngày uống 2 viên nha chị giáo Lê ơi. Cái bổ não, cái Gingko Biloba của Mỹ là một ngày uống 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Đây cái chai tẩy trang nè, chị Ngô Mai chị hỏi nè, cái chai tẩy trang Bioderma, cái hàng này là hàng phiên bản limited nha. Có nghĩa là cái phiên bản mà giới hạn đó. Cái nắp của nó đó mấy chị, khi mình khui ra, mình không có phải trút ra ha, mà cái nắp của nó mình chỉ để cái bông tẩy trang lên, mình ấn 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 như vậy là cái nước nó tự động nó tự động nó sẽ lên trên cái bông ha. Cái phiên bản này là phiên bản giới hạn, có nghĩa là không phải mấy chị mua. Cái này á, lên trên nguyên một cái kệ hàng tại cái hãng mỹ phẩm của Pháp mấy chị, nguyên một cái kệ hàng như vậy đó. Hôm bữa trước không biết là em có đưa cái clip, em quay cái clip mà nó đi mua hàng cái tẩy trang này chưa mấy chị? Không biết em có đăng lên chưa?
nó quay nguyên cái kệ hàng toàn là những cái hàng thường không, mà còn cái hàng limited này nó trống trơn luôn, nó trống trơn luôn, tại vì cái này nó ít lắm chứ nó không có nhiều. Giá của cái chai tẩy trang này là cái chai tẩy trang Bioderma này giá là 460.000 một chai, trời ơi, xài lâu lắm nha. Cái chai này nó tới 500 ml lận á, 460.000. Nó là cái này nè. Rồi ok chị nha. Trời, đã nói cái hàng sữa ông chúa mấy chị uống giảm cân, mấy chị uống thuốc bổ hay mấy chị uống gì, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, nó đâu có liên quan gì đâu mấy chị, nó đâu có liên quan đâu. Đó, cái này là 460.000 cái chai tẩy trang nè, Bioderma ha, hàng của Pháp luôn nha, hàng phiên bản giới hạn. Cái phiên bản này cái nắp mấy chị mở ra xong mà nó có cái chỗ này nè, mấy chị để cái bông tẩy trang là mấy chị ấn ấn xuống vậy là nước nó lên, mình không có cần phải xịt hay là cái gì hết. Còn cái nước hoa này là 350 ha, 350. Cái chai này 50 ml nha. Chị Khánh Hiền Nguyễn chị có lấy thì chị cho em xin số điện thoại nha. Đó. Cái Vaseline của Mỹ em về rồi, cái dưỡng thể Vaseline của Mỹ á. Mấy chị lấy cái dưỡng thể Vaseline của Mỹ là ok đó. Cái nước hoa chiết mấy chị đợi đi. Nước hoa mini á, mấy chị đợi nước hoa nước 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 hoa cái hãng Chanel đợt này á, là về Chanel với lại là về Lancôme. Thì mấy chị đợi đi, xong rồi khoảng tuần thứ hai thứ ba gì nó về đó, rồi em sẽ chiết ra cho mấy chị, cho mấy chị mua như vậy nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ rẻ hơn. Cái nước hoa Pháp này giá là 350 ngàn nha. Mấy chị nước hoa mấy chị mua hỏi lưu được mấy giờ nha, thì em chỉ nói được ở cái phạm trù là ước lượng thôi nha mấy chị, còn tùy thuộc vào cái nơi mà mình đi. Ví dụ như á, mấy chị mà ngồi trong máy lạnh không á, thì cái mùi nước hoa có thể nó thơm cả ngày đó. Còn nếu như ví dụ như mấy chị làm việc ở ngoài trời á, thì có thể là 2 tiếng 3 tiếng là nó bay rồi. Hoặc là ví dụ như mấy chị đi mà cái khí hậu của mình là trời lạnh, ví dụ mình lên Đà Lạt đi trời nó mát mát đi, thì cái hương nó sẽ lưu lâu hơn. Còn nếu như mấy chị đi trời nắng á, thì coi như cái hương của nó sẽ nhanh phai hơn. Cái đó là còn tùy thuộc vào cái nơi của mấy chị đến nữa nha. Thì thường thường cái này nó lưu hương được khoảng tới chừng 3 đến 4 tiếng á, em nói luôn rồi đó. Là cái nước hoa mà nó cái hương của nó là 99% là cái mùi nó giống như cái Chanel Coco vậy đó. Nhưng mà cái Chanel Coco thì cái chai của nó tới 3 4 triệu lận, nó lưu hương khoảng tới chừng 8 tiếng, thì có cái này nó khoảng được 3 đến 4 tiếng đó. 3 đến 4 tiếng. Rồi. Giá là 350 chị Lan Lâm ơi, giá là 350, giá đang sale nha, giá đang sale. Chợ hàng Pháp là mấy chị coi như miễn chê rồi. Khỏi chê rồi. Rồi, còn món gì nữa ta, nó còn sót ở trên kệ này, nó còn sót cái gì không? Nó còn sót cái gì không? Hình như là em like hết rồi đúng không? À còn cái mặt nạ này nữa. Cái mặt nạ vàng 24K. Chắc là để em phải khui ra cái này nữa. Không biết là còn hay không á, em cứ chốt hàng cho chị nha chị Nguyễn Hồng ơi. Nếu như mà nó không còn hàng á, là chị đợi đợt sau nha. Hàng nó đã đi rồi á, hàng nó đã gửi rồi, nó đã bay rồi đó, thì tầm khoảng cỡ chừng 1 tuần, 5 tuần, 5 ngày đó, 1 tuần là nó về rồi. Hàng nó đã bay rồi á, do là cái nó mắc á mấy chị, cái chai sữa tắm này nè nó mắc tiền chứ nó không có rẻ. Một cái chai này mà 560 ml mà 230.000. Còn cái chai này là hương lài nha, còn cái chai này là hương vani. Cái hương vani này là 750 ml mà giá của nó là 250. Tại vì là em thấy nó mắc tiền mà em không biết là nó thơm đến mức nào á, nó ok tới mức nào, nên em đặt về số lượng ít à. Em đặt mỗi loại về có 3 chai à, để coi thử là nó em về em test hàng coi thử nó ra làm sao á. Thì ngày hôm qua có lấy một cái chai vani này ra tắm nè. Nó lưu hương nó thơm lắm luôn á, nó lưu cho tới buổi sáng luôn á chị, buổi sáng mà da mấy chị ngửi vẫn còn cái mùi thơm luôn á. Nó lưu hương rất là lâu. Đó. Chứ không phải là như mấy cái sữa tắm khác, là coi như mấy cái sữa tắm nước hoa khác thì tầm khoảng cỡ chừng 1 tiếng đến 1 2 tiếng là cùng, còn thằng này nó lưu hương lâu lắm. Thế thì em mua về em thấy nó thơm rồi lúc đầu em mới đặt hàng lại chứ không có dám đặt nhiều về. Out. Rồi ok chị Nguyễn Hồng nha. Nếu như còn thì em để chị, còn không còn là đợi đợt sau nha chị. Cái này là cái mặt nạ vàng 24K nè. Cái mặt nạ vàng 24K chắc em cũng phải lo cái này ra em dùng đi, tại vì khi mà em dùng rồi em mới tự tin giới thiệu cho mấy chị và mấy chị mới tự tin mấy chị mua hàng. Đây cái này là ở trong này nó có một cái gói bột nè, rồi nó có một cái gói cái dạng như cái tinh chất của nó đó, cái tinh chất của nó thì mình lấy hai cái này mình pha vô, mình lấy hai cái này mình pha vô. Giá của cái mặt nạ này là 270 ngàn. Cái mặt nạ này mấy chị đi mấy cái spa
mà nổi tiếng ở Sài Gòn mình, ở quận nhất á, là đa phần nó dùng cái này không à. Nó mặt nạ vàng 24K, vàng thật luôn nha mấy chị, vàng thật luôn. Nó có một cái tiết kem dưỡng cho mình luôn nè, của hãng Casmara nè. Cái này để em dùng thử đi. Rồi xong rồi em sẽ comment review cho mấy chị. Có chị nào lấy cái chai dầu gội này không? Cái chai dầu gội này chị nào mà da tóc dầu á nha, tóc mà bị bết dầu á, là nên sử dụng ha. Dầu gội Tigi nè, Tigi xanh, hàng này hàng của Pháp chứ không phải hàng của Mỹ nha. Cái này nó có hàng Mỹ nữa đó, nhưng mà cái này là của Pháp. Cái này của Pháp ha. Giá là bao nhiêu ta? 320 hay sao? 320 ngàn một chai. 320 ngàn một chai của nó 750 ml. Tính ra mấy chị xài cũng lâu lắm, nhưng mà dành cho tóc dầu nha mấy chị, tóc bết dầu, đặc biệt dầu dầu nhiều. Đó. Giá là 320 ngàn. Đó, Tiki xanh ha, dầu gội Tiki xanh. Rồi, là em có mấy món đó ha. À, cái này là sen sen ngoài nha, sen ngoài. Cái bút này nè mấy chị. Nó đang có chương trình khuyến mãi của cây bút này. Em thấy viết ngon quá, thành thử là mới mới tư vấn cho mấy chị nè. Cái hương vani hình như là hết luôn rồi, chị Thùy Linh Lê ơi. Hết rồi. Thế chị đợi đợt sau giùm em đi. Mấy chị đợi đợt sau nha, chứ bây giờ là hết rồi. Rồi ok chị Lê Vi nha, cái tẩy lông. Cái này là hàng của Pháp nha. Cái này là hàng của Pháp. Cái này nó có hàng xuất khẩu hàng Việt Nam mình nữa đó. Cái hàng này là hàng của Pháp 100 ml ha, giá là 150. Cái tẩy lông này ở trong này nó có một cái miếng mà cái serum vàng là phải đặt chị, serum vàng của Hàn Quốc là phải đặt. Đây nè, cái miếng này là khi mình tẩy lông xong rồi mình dùng để mình cào cái lông nó ra đó. Đó, miếng tẩy lông, cái này là 150 nha. Dành cho da nhạy cảm. Rồi đây mấy chị, hiện tại là có đang khuyến mãi cái cây bút này nè. Rồi ok chị. Ok chị nha. Chị Thùy Linh Lê là lấy cái chai sữa tắm hương vani nè, khi nào có gửi chị ok chị ha. Hôm nay em không có lên hàng mật. À đây đây đây, cái thùng đây nó có đây. Đây cái thùng đây bước qua nó có một chai nè. Cái hết Mỹ nè. Cái hết Mỹ nè, hết Mỹ này giá là 270 ngàn nha. Cái hết Mỹ này giá là 270 ngàn. Cái này là thuốc á mấy chị. Nó là dạng thuốc, nó hay gọi là dầu gội thuốc á. Là nó chuyên trị gầu với là nấm ngứa da đầu nha. 400 ml, giá là 270. Cái hàng này hàng Mỹ nha mấy chị, hàng này hàng Mỹ. Dạ rồi ok chị Thơm Lê nha, một chai sữa tắm vani nha, đợi đợt sau nha chị Thơm Lê ơi. Chị Xuân Lan Vũ Thị là sữa tắm vani và nước hoa Pháp. Dạ rồi ok, đợi đợt sau luôn nha chị Xuân Lan ơi. Khoảng cỡ chừng 5 ngày đến 7 ngày nữa là nó về hàng, nó đã đi hàng rồi, hàng đã bay rồi. Hàng đã gửi tới công ty vận chuyển rồi đó. Đây nè. Đang có cái chương trình mà cái chương trình mà khuyến mãi, cái hàng khuyến mãi của Viroto này mấy chị, cái thuốc nhỏ mắt Viroto, cái thuốc nhỏ mắt Viroto thì một set như vậy, cái này 2 4 6 7, cái một set của nó 10 cái mà em đem lấy ra em dùng rồi đó. Xài đỏ là do chắc là không phải cái hàng nhạy cảm ha, không phải là dùng cho cái dòng mà da nhạy cảm á. Nó phải là nó có hai loại đó chị, một cái loại là dành cho da nhạy cảm, rồi một cái loại là dành cho da 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 thường nữa. Cái này là dành cho da nhạy cảm. Đây, nó có cồn nhiều á, cái hàng Việt Nam mình nó có cồn nhiều nó gây đỏ da. Cái này là một một vỉ của nó là 10 cây hết mấy chị, một vỉ của nó 10 cây giá là 25 ngàn nha. Viết êm lắm mấy chị, viết êm lắm. Viết êm lắm, 2 4 6 8 9. À em lấy ra cái cây em dùng dụng nó mất tiêu rồi. Mới ở ở đây dùng mà nó quăng đi đâu mất tiêu rồi. Giá là 25 ngàn một chục cây nha, hàng quà tặng của Viroto nha mấy chị. Hàng quà tặng của đó, viết êm lắm. Của Viroto nha. Bút bi, chị nào lấy thì chốt cho em bán một chục thôi, 25 ngàn chục cây. Chị nào mà ở nhà mà buôn bán kinh doanh đồ này nọ, mình cần cần viết nhiều đó, hoặc là mua về cho mấy đứa nhỏ nó dùng. Cái ngòi của nó cũng được nha mấy chị, không quá to mà cũng không quá nhỏ, thành thử mình viết nó đẹp, chữ nó cũng đẹp cũng sướng nữa, nó êm. Đó, giá là 25 ngàn một chục. Hai mươi lăm ngàn, trời viết đã lắm á. Rồi ok chị Ngô Mai nha,
Cái hàng đó là hàng quà tặng của Viroto mấy chị, của cái hãng nhỏ Bắc Viroto của mình nè đó. Rồi hình như còn sớm, hàng Pháp em like xong rồi nó còn sớm, mà bây giờ cái hàng Hàn Quốc nó về em lên cái hàng Hàn Quốc luôn cho nha mấy chị, em lên cái hàng Hàn Quốc luôn cho. Dạ rồi ok, chị Kim Loan là một vĩ viết nè, chị Nguyễn Hồng hai vĩ luôn ha, ok chị nha. Một set của nó chục cây là 25.000. Em ấy lên cho chị Ngọc, ấy lên chị đi. Ủa hôm nay ngày 14 hả? Chắc em, vậy em nhầm rồi đó. Em nhầm rồi đó, lát nữa em sửa lại. Vậy mà chị cũng phát hiện ra hả? Chắc em nhầm rồi, nãy giờ chưa có chị nào phát hiện ra hả? Để lát nữa em sửa cái like lại. Tẩy trang Bioderma hàng limited nha mấy chị ơi. Hàng limited, hàng phiên bản giới hạn của nó đó. Là cái chai đó là giá của nó là 460 ngàn. 460 ngàn. Hôm bữa hàng Mỹ nó về có hai cái vỉ kem, hai vỉ cái bàn chải răng này mà em quên nè. À. Cái có hai vỉ à. Giá nó là 230 ngàn một vỉ nha, là giá sale á nha mấy chị. Giá sale á 230 ngàn một vỉ, bình thường cái cây đánh răng này á là bán lẻ là 50 ngàn một cây á mấy chị. 50 ngàn một cây á. Đó, mà cái đợt sale là cái này em bán vỉ thôi chứ em bán cây. Em bán vỉ thôi, tại vì là nó không có cái kiểu là khi mà lấy bán lẻ cho mấy chị là nó không có cái đồ bọc lại, nó mất vệ sinh, thành thử là em bán nguyên một vỉ luôn 500 ml nha chị Dân Diệu Nhân ơi, 500 ml nên em bán vỉ thôi. Một vỉ của nó giá sale là 230 ngàn, là 6 cây, 6 cây ha, hàng của Oral-B nha mấy chị. Oral-B Oral-B á, giá của nó là 230 ngàn, tính ra là một cây chưa tới bốn, bốn nhân sáu 24, một cây chưa tới 40 ngàn nữa. Một cây chưa tới 40 ngàn. Bình thường là em thấy là người ta bán lẻ là 50 ngàn một cây á, nhưng mà đây em không bán lẻ, tại vì bán lẻ là nó cái cây nó không có cái đồ bọc riêng á mấy chị, khi mà tháo ra như vậy thì nó mất vệ sinh, thành thử là em không bán lẻ, em lấy nguyên một này luôn. Cái bàn chải răng đâu có bị hư, đâu bị gì đâu, nên mình mua một vỉ luôn cho nó ok. Đúng rồi, hàng Pháp 100% luôn á chị. Chị mà phát hiện mà coi như không phải hàng Pháp em đền chị 10 lần luôn. Hàng Pháp 100% luôn nha. Vừa mới cái đợt này là cái này là về đợt trước. Để lát nữa em đăng cái clip nó đi mua hàng giùm em cho. Nó đi mua hàng giùm em bên bển cho. Nó hôm đợt trước là nó có gửi cái clip nó đi mua cái tẩy trang này nè. Dạ rồi ok chị Nguyễn Thu Hà nha. Nó có gửi cho em cái clip nó đi mua hàng á. Sữa rồi da ua rồi này nọ, nếu như mấy chị muốn mua sữa Mỹ, sữa Mỹ nó có, lộn sữa Pháp nó có, sữa Galia rồi đó, mấy chị muốn mua sữa Pháp hay mấy chị muốn mua bất kỳ cái gì, hàng gì của Pháp, mấy chị gửi cái hình qua cho em. Mấy chị gửi cái hình qua cho em nha, là coi như là mọi việc còn lại là cứ để em lo ha. Rồi cái bàn chải đánh răng em chỉ có hai set thôi nha mấy chị, cái bàn chải đánh răng này em chỉ có hai set thôi, giá là 230 ngàn 6 cây, tính ra là chưa tới 40 ngàn một cây. Còn cái nước tẩy trang đó là 500 ml, giá là 460 nha. Hàng đó là phiên bản giới hạn nha mấy chị, cái phiên bản thường á giá nó sẽ rẻ hơn đó, cái phiên bản thường giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi chị nào lấy bút nữa thì báo em nha mấy chị ơi. Hình như em có được 50 50 sắp như vậy nè. 50 sắp như vậy nè. Có được 50 là 500 cây á. Rồi, em qua cái hàng hàng Hàn Quốc nè. Cái hàng Hàn Quốc ở nhà còn em mang lên cho chị Ngọc ơi. Cái thùng trên chị là hàng mới về, em mang lên chị cái thùng cũ đi. Cái hàng ở nhà còn đi.
350 á chị. Dạ rồi, ok chị Diệu Nhơn nha, chị lấy cái chai tẩy trang nha. Giá 350 nha chị Thơ Đào Hồng ơi. Ok chị Diệu Nhơn lấy cái chai tẩy trang nè, 460. Rồi em lên cái hàng Hàn Quốc luôn cho nha, em lên cái hàng Hàn Quốc luôn cho. Từ từ em soạn hàng ra các. Do là không có tính like mà nghĩ là nếu như like hàng Pháp mà nhanh hết thì em like cái hàng Hàn Quốc luôn. Sơn Trần sao chị nói em mà em không nhớ gì hết trơn vậy? Cho em bữa nó lấy rồi. Rồi sáng hả? Cái kỳ vậy. Ê mày 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 đẩy cái thùng hàng Pháp này xa xa ra đi, đẩy cái thùng nó gần vô. Tự nhiên ở trên live xong rồi dành nhau không có hàng xong tới trường xã. Ớ nhất ví dụ đó nha. Hà ví dụ như còn nhiều quá thì xã nói gì? Cái món nó còn một hai cái vậy xong mới coi như dành trên live người khác thì không có xong rồi. Bánh trứng muối có đó chị Hoa Thúy ơi. Dạ rồi ok chị Diệu Nhơn nha, chị inbox đi, chị inbox đi. Bánh trứng muối có đó chị, đây bánh trứng muối đây. Bánh trứng muối giá là 120.000, 120 đúng không ạ? Bánh trứng muối nè, 120.000 một gói nè chị. Đó một gói của nó là nửa ký nha, một gói của nó là nửa ký. 120.000 một gói nha. Cái hàng này là em nhập tại công ty mà xuất nhập khẩu bánh kẹo Việt Nam mình đó nha mấy chị, chứ em không có nhập trực tiếp. Hàng hàng này là hàng sản xuất tại Đài Loan á, em không phải nhập trực tiếp từ Đài Loan nha, nhưng mà mua tại công ty xuất nhập khẩu bánh kẹo Việt Nam mình á. Đó. Đó, cái đắt của nó là tháng 6 năm 2021 ha, giá là 120. Con khỉ nó đi ra nó cũng không chịu đóng cái cửa lại. Chưa chị ơi, cái hộp cách móng 12 món nó chưa có. Đây mấy chị, có rong biển nha, rong biển nấu canh. Hàng của Hàn Quốc về luôn ha, rong biển nấu canh nha. Cái bịch này là 200g nha mấy chị, giá là 185.000 nha. Đợt trước á, là em có nhập cái loại mà 100g về, nhưng mà 100g giá là 120. Thì tính ra 200g như vậy là 240. Thì cái gói này 200g mà 185.000 giá nó sẽ rẻ hơn. Đâu chị, đâu có bán 1 ký đâu. Một bịch của nó là nửa ký chứ, bịch đó mình đâu có bán ấy đâu. Nguyên một bịch của nó như vậy là nửa ký chứ đâu có bán 1 ký gì đâu. Đây, nguyên cái bịch của nó như vậy là nửa ký chứ đâu, mình đâu phải bánh mà cân ký mình bán đâu. Nó cái này bánh nguyên một gói của nó là như vậy nè, là cái gói này là nửa ký nè, chứ mình không có cân ký mình bán theo kiểu ký ký đâu. Giá là 120. Nói thì chị mua hai bịch thì thành một ký thôi. Cái rong biển nấu canh của Hàn Quốc này là 165 và 185.000 một gói là 200g nha. Một gói là 200g. Đó. Mấy chị mua cái rong biển này mấy chị chịu khó, nếu như chị nào mà mình ấy thì mình đi vô siêu thị mình mua nha, mình đừng có nên mua ở ngoài nha mấy chị. Tại vì cái rong biển này nó rút ruột dữ lắm luôn á. Nó rút ruột là cái kiểu nó đem nó cái rong biển mấy chị nó đem nó nấu hay là nó làm cái gì đó, nó lấy hết chất của rong biển đi. Xong rồi là nó để dùng nó đóng mấy cái nước súp mà cô đặt đồ này nọ đó. Thì nó làm cái đó xong rồi còn lại á mấy chị là nó cái xác á nó sẽ phơi khô hoặc là nó sấy khô xong rồi nó tẩm da, nó tẩm hương á mấy chị, hương rong biển, cái mùi rong biển á nó tẩm vô xong nó bán cho mấy chị. Nên là cái này á mình nên mua trong siêu thị á nha, đừng có mua bậy bạ bên ngoài. Cái hàng này với cái hàng táo đỏ là trùm luôn á. Nó chuyên gia nó rút cái ruột để nó đi làm việc khác á. Rồi.
Đây, kem chống nắng em cũng về hàng luôn rồi nha. Dạ rồi, ok chị Hoa Thúy nha, 2 bịch. Ok chị nè. Chị ở đâu? Cái phí ship đi tỉnh là 30 nha chị. Còn phí ship nội thành thành phố hay là 20 nha chị. Ok chị ha, chị cho em xin số điện thoại với. Chị cho em xin số điện thoại với. Rồi cái kem chống nắng em về luôn rồi nè. Hồi nãy chị nào mà có hỏi kem chống nắng á, thì em có kem chống nắng của Hàn Quốc về luôn rồi nha. Nó có màu hồng và nó có màu trắng luôn. Có màu hồng và có màu trắng luôn. Giá của cái tuýp màu trắng là 301, còn cái tuýp màu hồng là 208 nha mấy chị. Màu hồng là 208, còn màu trắng là 301. Đó của hãng DECEM, cái này là kem chống nắng của Hàn Quốc nha. Kem chống nắng của Hàn Quốc nè, cái màu hồng là, dạ rồi ok chị, em thấy số điện thoại của chị rồi. Cái màu hồng thì là 208, còn cái màu trắng thì 301 ha. Nó là 50 gram nha mấy chị, 50 gram. Cái chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng và BA 4 cộng nha. Nói chung là mấy chị theo lâu tới giờ là mấy chị biết là coi như em xài kem chống nắng, em xài nhiều loại lắm luôn rồi đó. Nhưng mà qua tất cả các loại, cuối cùng vẫn quay lại cái thằng này. Tại vì cái này á, khi mình dùng á mấy chị, là cái da của mình á, nó cái kiểu là nó tiệp vào da nha, và nó tạo cho cái da của mình nó mỏng, một cái lớp nó rất là mỏng, nó không có dày, nó không có dày da mà nó không có bóng nhờn nữa. Rồi khi mà mình dùng á, nó sẽ nâng tông nhẹ cho mình. Ví dụ như ở đây 2 màu thì nó khác nhau á, là cái màu hồng á mấy chị là nó nâng tông nhẹ, nó nâng lên khoảng cỡ chừng 1 tông thôi, còn cái màu trắng á, thì nó nâng lên khoảng cỡ chừng 2 3 tông. Nếu như da chị nào mà da bình thường hoặc là da hơi ngâm thì mấy chị, em khuyên mấy chị nên dùng cái màu hồng, còn da chị nào trắng thì coi như nên lấy cái màu trắng. Tại vì mấy chị da trắng mà mấy chị dùng cái màu trắng là cái da nó mướt rượt mà nó rất là đẹp luôn, nó tiệp với cái màu da của mấy chị luôn đó. Màu trắng thì 301, còn màu hồng á, thì là 208 nha. 208 là kem chống nắng ha. Rồi cái mặt nạ này em còn được một ít nữa, cái mặt nạ collagen. Mặt nạ collagen còn được mấy miếng? 2 3 4 5 6 7, còn được 7 miếng nha. Mặt nạ nè, giá là 25.000 một miếng nha mấy chị. Giá là 25.000 một miếng nha. Mặt nạ trắng da nè. Đó, mặt nạ trắng da ha, bổ sung collagen. Mặt nạ dưỡng trắng da bổ sung collagen, cái này là mặt nạ giấy. Khi mấy chị mua về, mấy chị nhớ là để cái Olay đợt sau á cô, cái Olay là khoảng cỡ chừng thứ hai thứ ba gì nó về hàng là có luôn đó. Cái Olay á, đợt này là có về thêm sữa Ensure, rồi có về thêm sữa Entrust, rồi có Olay về, có nước hoa chiết về nè, là thứ hai thứ ba gì đó. Đó, dạ rồi ok chị Hương Đỗ nha, một kem chống nắng trắng. À, cái mặt nạ này á, là mấy chị nhớ là mấy chị để ở trong ngăn mát tủ lạnh á, mình dùng nó sẽ thích hơn, cái kiểu là nó mát mát da nó sẽ thích hơn ha. Giá là 25.000 một miếng nha mấy chị, 25.000 một miếng. Ở đây em còn có mấy miếng thôi, em còn có mấy miếng à. Cái này là bổ sung collagen và làm trắng da ha, mặt nạ nha, mặt nạ giấy. Rồi đây nè, đợt này là về mấy cái bịch này nhiều lắm, nó có nhiều là em hốt hết chứ để là coi như là không có. Có bao nhiêu là gom hết luôn. Đây nè, về serum nè. Đó, rồi về tinh chất 777 nè. Đây, đợt này về là nói chị em là có bao nhiêu là chị cứ lấy đi xong để dành bán, chứ cứ đợi chứ cứ săn săn hàng hoài mất mệt. Đó. Rồi ok chị Mai Hoàng nha. Ok chị Mai Hoàng nè. Ủa Ngọc, đợt này nó không có về cái miếng dán xăm hay Ngọc? Ủa miếng dán xăm chỉ có dạng hàng mà ta. Rồi bây giờ em like mấy cái. Không chị ơi, cái chị chốt hàng đi, chị đợi cái đặt móng là em chưa có đặt hàng cái đó đâu. Tại vì là không thể nào mà đặt một món đó nữa, em phải đợi là có cái món gì nữa mới gom chung đơn để về. Tại vì đặt từ Trung Quốc về mà. Nên bây giờ mà chị đợi cái đó là không biết mùa thu năm nào luôn á. Nên bây giờ chị cứ chốt hàng đi, rồi khi nào có cái đó thì tính sau chị. Chứ em không giữ đơn để mà chờ 2 món đó về đâu. Do 2 cái món đó bây giờ không có món nào để em đặt hàng về thêm á. Em không, cái đó là phải hàng Trung Quốc về là phải đặt nhiều nhiều mới 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 về đơn được. Ở đây em có cái sâm củ, em còn lẻ có mấy cây à, em chốt cho mấy chị, em sale rẻ cho mấy chị luôn. Cái sâm củ này á, giá trong vốn em là 100.000, em bán bình thường em bán cho mấy chị 101 á. Trong vốn của em là 100.000, bây giờ còn có mấy củ à. Em bán rẻ cho mấy chị luôn là 100.000 luôn. 100.000 một cây luôn ha, hình như còn được 5 cây á. Hình như còn được 5 cây á.
Rồi chị nào lấy cái sâm tẩm mật ong này nè, sâm củ tẩm mật ong này thì lấy cho em ha. Giá là 100 ngàn nha. Giá là 100 ngàn. Cái này là sâm củ, sâm sâm 100% sâm củ luôn ha. Xong rồi bắt đầu nó tẩm mật ong á mấy chị. Nó tẩm mật ong ha. À, mấy chị về mấy chị xắt lát mỏng mỏng ra, mình kiếm một cái hộp nhỏ nhỏ mình bỏ vô. Rồi nếu như mà mình đi ra ngoài á, thì có thể mình mang theo, còn không á, thì mình để ở trong nhà, mình có thể mình để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là mình để trong phòng ngủ cũng được. Lúc nào mà mình mệt á mấy chị, mình đem mình lấy ra 2 3 lát gì đó mình ngậm. Còn bình thường hàng ngày mấy chị muốn tăng cường sức khỏe thì mấy chị ngậm hàng ngày cũng được. Đó, ngậm là nhớ là ngậm xong ngậm trong miệng ha, ngậm trong miệng trước để cho múc cái ngọt của mật ong với lại là cái sâm nó tan hết trong miệng mình đi, rồi bắt đầu nó còn cái xác thì mấy chị nhai luôn nha. Mấy chị nhai luôn. Cái sâm này á, thì chị nào mà hay làm việc với cường độ cao á, mà mình mệt á mấy chị, là mình dùng nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Tăng 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 cường cái sức khỏe mình lên, tăng cường cái sức đề kháng mình lên ha. Mình em còn có mấy cây lẻ rồi để mình coi chính xác rồi nó còn mấy cây. Cái đâu mất tiêu rồi ta. Hai, bốn, năm, sáu cây á mấy chị, còn được 6 củ á. Còn được 6 củ nha. Ok chị Ngô Mai 2 củ nè. Đây nè. Em còn được 2 4 5 nè, với con cây đây nữa là 6 nè, còn được 6 cây nè. Đó. Giá em sale cho mấy chị còn 100.000 là bằng vốn em luôn. Dạ rồi ok chị Xuân Lan Vũ Thị nè, mấy chị về cắt lát lát mỏng mỏng ra. Cắt lát lát mỏng mỏng ra. Chị nào mà hay 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 mình đi ra ngoài mình làm mà mệt đó, giống như ngày xưa mà em đi Đài Loan mấy chị nhớ không? Lúc mà đi Đài Loan mà đi mua hàng cho mấy chị một ngày mà đi 20 cây số đó. Nó mệt đuối là coi như lúc đó là xăm nước của Mỹ hết á, phải mang cái củ này ra cắt rồi để trong cái hũ nhỏ mà đi 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 Đài Loan mua hàng mà coi như phải mang theo để ngậm, với lại đi Hàn Quốc á mấy chị nhớ không? Coi như mà không có cắt là phải cầm cái củ cắn luôn á. Không, cái lai vỏ hôm nay nó không còn, vỏ hết hàng rồi, vỏ bây giờ chỉ còn vài cái túi du lịch thôi. Cái bóp màu hồng là mỹ phẩm á chị Xuân Lan là một cây nha, là hai ba cây nè, chị Lam Phượng là 2 cây, là 4 5. Rồi chị Hoa Thủy một cây nữa là em hết nha chị ơi. Em hết nha, xăm em chỉ có 6 củ thôi. Em hết tới chị Thu Hà Lê Thị là không, chị Thu Hà Lê là không có nha chị ơi. Xăm em chỉ có 6 củ em sale cho mấy chị thôi. Có 6 củ à. Xăm có 6 củ à, hết rồi nha mấy chị, em chốt cho mấy chị kia là đủ 6 củ rồi, hết rồi. Rồi đây. Cái Đây cái kéo đâu ta? Đây mấy chị, cái này là cái nước hoa vùng kín ha, cái nước hoa vùng kín. Một triệu mốt 50 á chị, 1.150.000. Cái này là cái nước hoa vùng kín này mấy chị. Cái này hiện tại nó đang làm giả hàng nhiều cực kỳ luôn nha. Cái nước hoa vùng kín này hiện tại nó giả hàng, nó giả khiếp hồn luôn á. Đây nè. Giá là 1.150.000. Cái này là nước hoa vùng kín ha mấy chị. Cái mùi nó thơm cực kỳ luôn nha. À, mỗi lần mấy chị dùng á, mấy chị nhỏ vô trong cái quần lót của mình á, khoảng cỡ chừng 1 đến 2 giọt thôi. Nhỏ vô trong cái quần lót của mình á. Là coi như ví dụ như cả ngày mình đi làm việc đồ mấy chị, nhiều khi mình đi toilet đồ này nọ, nó cái kiểu là cái mùi mình đi cả ngày á, mình không có cái điều kiện để mình vệ sinh đồ á, thì nhiều khi ví dụ nó hôi rồi mấy chị, thì có cái này á, nó át được những cái mùi đó. Hoặc là lúc mà mình có kinh á, mình có thể mình nhỏ 1 2 giọt vô trong cái miếng băng vệ sinh của mình á, nói chung là nó thơm mát cả ngày luôn vậy đó. Giá của nó là 360 ngàn nha, 360 ngàn một lọ nước hoa vùng kín. Cái hàng này hiện tại nó giả nhiều lắm luôn đó nha mấy chị, lưu ý giùm em. Đây cái bóp mỹ phẩm này giá là 1.150.000 nha. Cái này nó không, giá nó đang sale bên bển nhưng mà mua không có hàng mấy chị ơi, mua không có hàng, bây giờ chỉ có 2 bộ thôi. Thì nói chung cái này em like thì mấy chị bán thì mấy chị lấy thôi, còn không thì em để dành em xài cũng được. Do là cái hãng này với cái hãng Clinique thì em hay dùng hai cái hãng này.
Cái này nói chung là còn có hai bộ thôi, nó không có nhiều. Hàng Estée Lauder nè, hàng Estée ha, cái này là sữa rửa mặt, cái này là nước hoa hồng 30 ml, 30 ml nha. 30 ml, 30 ml. Rồi cái này là cái dưỡng ban ngày nè, 15 ml. Cái này là dưỡng ban đêm là 7 ml. Cái này là dưỡng mắt ha là 5 ml. Thì một bộ của nó là 2, 4, 5 nha, 5 món nè. Rửa mặt, lotion, kem dưỡng ngày, kem dưỡng đêm, dưỡng mắt và một cây son màu hồng đào, một cái son mini màu hồng đào nè. Đó, nó tặng kèm một cái bóp này cho mình. Có hai bộ thôi. 1.150.000. Rồi. Cây son này nè mấy chị, hôm bữa trước á, khách bơm hàng á mà em không biết cái lý do vì sao mà đi về nó bị, không biết là người ta có mở ra người ta coi hay sao không cũng không biết nữa, mà cái đầu son nó bị cái kiểu là nó bị mớp một chút nè mấy chị, cái đầu son nè nó bị mớp một chút nè. Thì cái cây này bình thường em bán giá là 190.000, bây giờ em sale rẻ cái cây này cho mấy chị là 150.000 luôn. Em sale rẻ cho mấy chị cái cây này 150.000. Cái đầu son nó bị mớp một chút thôi, có nghĩa thể là người ta mở ra người ta coi xong người ta bơm hàng người ta không có lấy á, rồi về nó đem bị đậy vô không mấy á, nó bị mớp cái đầu một xíu mấy chị. Đó, giá em sale cây này còn 150.000 luôn, chị nào lấy thì chốt cho em là son 150.000 nha, son 150.000. Cái son này á, là nó son dưỡng có màu nha mấy chị, son dưỡng có màu 360 nha chị ơi, hàng thật 100% nha. Cái này là phải khẳng định cho mấy chị chứ, tại vì bây giờ cái đó mấy chị mua giá bao nhiêu cũng có. Để em search lên trên Google cho, lên Google cho mấy chị coi, cái đó nó mắc tiền chứ nó không hề rẻ nha, coi cho mấy chị mua là coi như trúng hàng giả. Hiện tại bây giờ cái đó nó giả nhiều ghê lắm luôn á, cái nước hoa vùng kín á. Đây nè, mấy chị thấy giá nè. 75 ngàn nè. Nghĩ sao mà 75 ngàn, 220 nè. Cái giá mua bên kia là coi như là nó đã là coi như là tính ra tiền Việt mình nha, mà chưa tính phí ship về đó mấy chị, nó tầm khoảng cỡ chừng 280, 290 đó. Đó, giá mà nghĩ sao 85 ngàn này mấy chị nhìn thấy không? Đó, mấy chị hay có cái thói quen là coi như mình cứ mua cái gì xong mình sệt lên nhưng mà mình không có chọn lọc. Sệt lên mình coi giá đó. Bây giờ cái gì nó cũng giả cho được hết trơn. Dạ rồi, ok, chị Ngô Mai lấy cái son dưỡng này ha. Cái son dưỡng này em vẫn còn cái cây nguyên nữa nha. Em còn một cái cây nguyên nữa. Cây nguyên giá là 190 ngàn nha. Vẫn còn một cây nguyên nữa. Cây nguyên nó không bị cái gì hết trơn. Còn cái cây mà em sale 150 thì nó bị mớt cái đầu một chút nha. Nó bị mớt cái đầu một chút. Đây nè, cái cây nguyên nè là nó bình thường nè, không có bị gì hết nè. Đó, thì giá 190. Chị nào lấy cái cây, chị Ngô Mai lấy cây 150 đúng không chị? Rồi em còn một cây nguyên nữa, chị nào lấy cây nguyên, chị Ngô Mai chị chốt trước chị, rồi chị Thanh Thúy rồi chị Ngô Mai chị lấy cái cây 150 á. Hết rồi mấy chị ơi. Rồi em còn một cây nguyên một là 190 nha. Cái phấn nước mấy chị Thanh Thúy ơi, cây son đó bây giờ em cây 150 em hết rồi, em chỉ còn cây 190 thôi. Cái cây nguyên 190 nó không có bị mớp đầu được gì hết trơn á. Cái hộp phấn nước này nè mấy chị, cái phấn nước này nó có chỉ số chống nắng cao ha, chỉ số chống nắng của nó là SPF 50 cộng nè, BA là 3 cộng nè. Cái hộp này là giá của nó là bao nhiêu ta? Từ từ để mình coi thử nha. Chị Thanh Thúy có lấy cái cây nguyên luôn không? Cái cây nguyên là 190 chứ cái cây 150 em sale làm hết rồi. Cái phấn nước giá là 200 250 nha mấy chị. Cái phấn nước là giá là 250. Cái phấn nước này nè, giá là 250 nha. Cái phấn này cái hộp màu đỏ mấy chị là dạ rồi ok chị Thanh Thúy nha. Cái hộp màu đỏ là nó là dùng cho da dầu. Cái hộp màu đỏ là nó dùng cho da dầu ha. Cái hàng này là hàng Hàn Quốc nha. Cái hộp màu đỏ là nó dùng cho da dầu ha mấy chị. Giá là 250 một hộp. Một hộp của nó là như 50 gram đó. Số là số 21 nha. Số 21 là dành cho da mà da bình thường đó mấy chị.
Rồi, đó, chị nào lấy cái phân nước thì chốt cho em phân nước ha. Để em mở cái hộp ra cho mấy chị coi nè. Hàng này là hàng nội địa nha mấy chị. Hàng này là hàng nội địa ha. Nó có cái hàng xuất khẩu nữa. Hàng xuất khẩu thì cái giá nó sẽ mềm hơn đó. Cái hàng xuất khẩu cái giá nó sẽ mềm hơn nha. Hàng này là hàng nội địa. Phấn nước, cái này là dành cho da dầu nha. Cái chỉ số chống nắng của nó là 50 cộng luôn. Thường thường cái phấn nước chỉ số chống nắng của nó cái 30 thôi. Mà 30 thì nó được thôi mấy chị, chứ nó không chống nắng nhiều. Cái chỉ số chống nắng 50 là ok ha. Rồi, phấn nước, cái sữa rửa mặt sâm. Em còn được hai lọ nữa. Giá của nó là 170 ngàn sữa rửa mặt sâm ha. Đó, chị nào lấy sữa rửa mặt, trời ơi, mở ra không mà nó đã thơm rồi. Sữa rửa mặt sâm giá là 170 ngàn. Cái sâm này hàng giả cũng nhiều nè. Cái sâm này hàng giả cũng nhiều nè. Hình như ba người ta bán 75 ngàn cũng có, 80 ngàn cũng có. Rất là thơm luôn. Giá là 170 ngàn một lọ. Một lọ của nó là 130 ml ha. Em like nhanh những cái món này nha. Em like nhanh những cái món này, sữa rửa mặt sâm ha. Rồi. À cái này em sale cho mấy chị luôn nè. Cái kem chống nắng, trời ơi, khổ ghê. Mấy chị đặt hàng xong rồi mấy chị không chịu lấy là coi như em ôm, toàn là em ôm không nè. Những cái nào mà cái dòng cơ bản á mấy chị thì em bán được dễ, còn những cái nào mà nó hơi đặc thù một tí là khó bán. Chẳng hạn như cái này là cái màu đen mấy chị, thường thường bây giờ đa phần mấy chị nhuộm tóc là mấy chị hay nhuộm cái màu nâu hoặc dễ. Còn ít chị nào mà nhuộm cái màu đen thui, còn cái tiếp số 7 này là cái màu nó đen thui luôn nè. Đó, giá là 200, giá vốn của em là 220 ngàn, em bán cho mấy chị 250 đó. Là cái loại này nè, bây giờ em sale cho mấy chị giá là coi như còn 220 luôn. Sale còn 220 luôn, màu đen nha mấy chị. Cái tiếp số 7 là màu đen nha. Nhuộm tóc bạc của Hàn Quốc, cái này là màu đen nha, đen thui luôn á. Còn thường thường mấy chị hay lấy cái màu số 5 là cái màu nâu hoặc dễ. Mà chị hôm bữa chị nào mà dặn em cái tiếp số 7 xong rồi về coi như đổi ý em lấy qua cái tiếp số 5 mới coi như em tồn cái này, khổ ghê chưa. Đó, em sale cho mấy chị còn 220 nha. 220 chị nào lấy thì thôi em sale cho mấy chị 200 luôn đi, mã cho nó hết luôn đi. Tốn ghê. Bữa sau mấy chị đặt hàng mấy cái hàng mà đặc trưng đó là em lấy trước tiền cọc á. Chứ không là mấy chị cứ xả hàng ra là em cứ ôm hàng hoài. Em sale cho mấy chị còn 220 luôn. Cái màu này là màu đen nha mấy chị, màu đen thui luôn nha. Màu đen á. Em sale còn 200 luôn. Chị nào lấy thì ghi là tóc bạc 7G, ghi chữ 200 cho em, ghi số 200 cho em chứ không là coi như Ngọc nó không biết nên nó tính là 250 á. Rồi. Cái serum rồi em về luôn rồi nè mấy chị nào lấy thì lấy luôn ha. Đợt này thì coi như là em về được coi được hai bịch serum. Được có hai gói nha. Được hai gói serum nha. Đó, được hai gói serum. Serum với lại là kem nè. Giá là 60 ngàn. 60 ngàn một set là 10 gói nha mấy chị. Kem dưỡng 60 ngàn một set. Một set là hai gói. Dòng Uhui, cái dòng xanh này á, là nó chuyên về chống lão hóa da nha mấy chị. Nó làm mịn sáng da và chống lão hóa da là chính ha. Chống lão hóa da là chính. Nó có kem và serum luôn. Giá đều là 60 ngàn một gói, 60 ngàn một set 10 gói hết. Một gói của nó là 1 ml ha, 1 ml. Nếu như mấy chị mà mình không có cầu kỳ á, cái kiểu là mình mua cái chai cái lọ thì nó đẹp, còn nếu như mà mình mua cái gói á, thì mình nhìn thấy nó không có đẹp. Nếu như chị nào mà không có cầu kỳ á, thì coi như mình mua cái gói nó rẻ hơn nhiều mấy chị. Một cái chai serum này giá của nó tới 2 triệu mấy, là giá có 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó, mà 50 ml thì tính ra một gói này là của mình là 1 ml đúng không, 10 gói như vậy là 10 ml, mấy chị nhân 5 lên là 6 nhân 5 30, có 300 ngàn à. Trong khi đó mình mua nguyên một cái lọ này tới 2 triệu mấy lần, thì mấy chị dùng gói nó vẫn lợi hơn rất là nhiều. Đó. Rồi còn cái kem. Cái kem của nó giá cũng là 60 ngàn 10 gói luôn ha. 60 ngàn 10 gói luôn. Thì cái kem này hình như một lọ của nó 4 triệu mấy lần. Một lọ của nó 4 triệu mấy lần, cũng là 50 gram. Mấy chị mua vậy nó lợi hơn rất là nhiều. Mình mua cái gói với lại mấy chị biết làm sao không? Mình mua cái gói này nè, cứ một lần mình dùng á, mình cắt hết một gói này ra mình dùng, cái hũ kem của mình nó không có bị hở gió. Cái hũ kem của mình nó không có bị hở gió, mà nó không có bị mất vệ sinh, cái kiểu là mình cứ thập cái tay vô mình quẹt lên á. Nó nên dùng gói nó tiện nữa, rồi mình đi du lịch ví dụ đi 5 ngày thì mình lấy 5 gói mình mang theo. Nó tiện. Rồi chị Ngô Mai lấy kem ô hui á chị ghi cụ thể cho em luôn đi. Chị ghi cho em là một set hay là chị lấy bao nhiêu set đó, một set là 10 gói, chị lấy một set hay hai set gì đó, chị ghi là set kem ô hui xanh nha. Mấy xếp kem ô hui xanh đó là chị ghi cho em. Rồi. Cái ghi ô hui xanh cho em đi mấy chị ơi, ghi ô hui xanh cho em, tại vì lát nữa nó sẽ có món khác nữa, nó sẽ có kem khác nữa đó. Nó sẽ có kem khác nữa. Mấy cái hàng đó thỉnh thoảng nó mới có thôi chứ nó không có thường xuyên nha mấy chị.
nó không có thường xuyên. Ôi cha, sao mà em bé nó khóc dữ ta? Rồi cái này là cái tinh chất, cái ambu, cái tinh chất mà dạ em chào chị Nguyễn Nga, cái tinh chất mà làm cấp ẩm cho da đó, cái dòng này là dành cho da chị nào mà là da khô nha mấy chị, cái tinh chất 777 nè, cái ambu 777 nè. Cái này là cái dòng hàng là dành cho da khô nha. Một 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 bịch của nó đó. Dạ rồi ok chị Ngô Mai nha, là hai set kem UV xanh ha. Cái này là cái một gói của nó là 1 ml nha mấy chị, một gói của nó là 1 ml. Em cho mấy chị coi cái giá của nó nè. Giá mà nguyên cái nghiêm nguyên cái đây nè. Cái giá của nó là mấy chị, cái tinh chất UV xanh nè. Ở trên cái trang web ohuivietnam.com là cái trang web chính hãng của hàng Ohui mà hàng xuất khẩu nha mấy chị. Thì cái này nè, cái tinh chất Ohui của nó nè, 77 nè, một lọ của nó như vậy là 7 ml, mà một hộp của nó là 7 lọ ha. Thì 7 nhân 7 là 49 nha mấy chị, em cho 50 luôn, em cho 50 ml luôn, giá là 2 triệu 7. Thì ở đây mình một gói là 1 ml đúng không? Mà 50 ml như vậy là tính ra là 50 gói. 50 gói thì mấy chị nhân lên là 50 gói thì là 5 set đúng không? Một set Ohui, một set 777 này á, thì giá của nó là 80.000 một set 10 gói. 80.000 một set 10 gói thì 8 nhân 5 lên là nhiêu? 8 5 là 40, là chỉ có 400.000 thôi. Trong khi đó là mình mua nguyên một set của nó, là coi như mua nguyên một bộ của nó nè, là giá 2 triệu 7 nè mấy chị. Không, mình mua nó chưa bằng một con số lẻ của nó nữa. Nó thì việc gì mà mình không mua mấy cái tiếp này, mình xài nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Nó tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn á, mà hàng Ohui là có tiếng từ hồi xưa tới giờ rồi, thành thử mấy chị xài là mấy chị yên tâm. Rồi ok chị Thơm Lê nha, một set kem Ohui. Ok chị Lê Đậm là một set serum ha. Chị Xuân Lan Vũ Thị là một set kem nha. Đó, mấy chị mua, mấy chị đã dùng cái này rồi á, là mấy chị mua nhiều nhiều về để dành ở nhà mình xài, chứ cái hàng này nó không có thường xuyên nha mấy chị ơi. Mấy cái hàng Ohui xanh đồ này nọ là nó không có thường xuyên đâu. Do là cái hàng này là cái hàng mẫu thử á mấy chị, nên là cái kiểu là giống như là nhân viên á, thay vì ví dụ mình vô mình tham quan serum đúng không, nó sẽ cho mấy chị hai ba gói đi, nhưng mà bây giờ ví dụ nó không cho, nó để dành lại, nó để tích từ từ lại đó, rồi nó bán, nó tuồn ra nó bán nó kiếm thêm, nên là cái hàng đó nó không có nhiều đâu, nó không có thường xuyên đâu. Rồi ok, cái tinh chất mà 77 đó là dành cho da 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 khô nha mấy chị. Mình có thể không có nhất thiết là mình phải dùng cái loại này, là mình dùng luôn cái loại này. Có thể là ví dụ như buổi sáng mấy chị dùng cái này ha. Tại vì buổi sáng nhiều khi mình đi làm á, mình ngồi trong phòng máy lạnh nhiều mấy chị, cái da mình nó khô á, thì có thể buổi sáng mình dùng cái 77 này, buổi tối mình dùng cái Ohui xanh cũng được. Đó, mình có thể mình đổi qua mình xài, hoặc là ví dụ như mình xài là một ngày là cái thằng này, 2 ngày cái thằng này đi, rồi một ngày mình quay lại cái thằng kia, mình có thể mình xài xen kẽ nhau cũng được, chứ không nhất thiết là coi như là mình phải cứ cái này là mình xài quanh đi quẩn lại, quanh năm suốt tháng là xài một loại này nha. Có thể mình đổi qua đổi lại cũng được. Sao 190 hết rồi Ngọc ơi. Ở dưới nó còn không chứ ở trên này hết rồi. Rồi. Em coi thử nó về được cái gì nữa đây nè. Tại vì mấy cái mẫu thử này em nói chị em là có cái gì chị cứ lấy về cho em đi, nó không có nhiều đâu. Đây, cái thằng này từ hôm bữa tới giờ không có, bây giờ mới có lại nè. Cái dòng này nè mấy chị, là cái dòng mà trị nám nè. Cái dòng mà coi như chống lão hóa da, và coi như là cái làm mờ nám, thâm, rồi đồ mồi tàn nhang rồi đó. Là cái set này nè. Đó cái set này nè. Rồi ok chị Nguyễn Kim Trưởng nha. Cái này là giá của nó là 130.000. 130.000 một set 10 gói. 130.000 một set 10 gói nha mấy chị ơi. Chị nào lấy cái này thì chốt cho em là chữ for nè. Chữ F O nè, một set for. Chốt cho em một set for ha. Giá là 130.000 một set 10 gói nha. Đây, cái lọ của nó là 6 triệu rưỡi nè mấy chị. Cái lọ của nó, cái dòng này là coi như đây,
cái dòng này là cái lọ của nó, lọ lớn của nó 60 ml là 6 triệu rưỡi một lọ này, mấy chị nhìn thấy không? Đó, giá là 130 ngàn một set 10 gói nha. Chai nhỏ kế chai xanh là gì vậy? Chai nhỏ kế chai xanh là cái chai sữa tắm hoa nhài á chị Nguyễn nghe. Cái chai sữa tắm hoa nhài hàng của Pháp nha, cái chai sữa tắm hoa nhài. Ghi ghi cái tên vô chị, ghi cái tên vô chị Ngô Mai, chị ghi cho em là hai set pho đi. Mấy chị có thể là bôi vừa cái pho đó rồi vừa cái ô hue xanh cũng được. Ví dụ như 2 ngày mình bôi cái này, 2 ngày mình bôi cái kia cũng được ha. Chứ không nhất thiết là mình phải đâu. Cái gói nó được cái lợi như vậy đó. Mấy chị mua gói lẻ lẻ là nó được được lợi như vậy ha. Có nghĩa là mình dùng cái này mình dùng cái kia. Nó sướng. Rồi cái này nha. Chị Ngô Mai chị ghi cho em là set 4 đi, hai set 4 đi chứ tại vì em chốt trên phần mềm á, lát nữa mà chị ghi hai set em biết hai set gì em lấy cho chị luôn á. Đây ở đây em còn được một ít mắt nữa để coi chính xác thì còn bao nhiêu gói. Đây nè, một cái set dưỡng mắt nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 còn được 3 set. Dạ rồi ok chị Ngô Mai nha. Em còn được 3 set kem dưỡng mắt nữa nè mấy chị. Giá là 60 ngàn. Cái kem dưỡng mắt này là giá 60 nha. Da khô xài cái 77 hoặc là xài cái kem sâm đó chị. Chị Vân Kim ơi cho em xin số điện thoại với. Mấy chị hóa đơn đi tỉnh từ 200 ngàn trở lên bên em mới gửi hàng nha. Chị Vân Kim chị chọn thêm cái gì giùm em cái cho em số điện thoại với. Mascara em không có chị, mascara không có, mascara đợi cái hàng Thái nó sale đi rồi em nhập về cho. Cái hàng Thái nó sale á, cái mascara hàng của Thái nói chung là xài ok, xài tốt mà giá nó mềm nữa. Cái set dưỡng mắt Ô Hui này em còn được có 3 set thôi nha. Em còn được có 3 set. Giá là 60 ngàn hả mấy chị. Cái kem dưỡng mắt này nè. Rồi ok chị Vân Kim nha, lấy một set dưỡng mắt nữa, vậy là dưỡng mắt em còn hai set nha. Chị nào lấy dưỡng mắt nữa thì chốt cho em dưỡng mắt luôn ha. Đó, dưỡng mắt em còn hai set nữa nha. Kem dưỡng mắt của Ohui nè. Cái này là cái dòng mà dưỡng mà chống nhăn vùng mắt luôn á. Chống nhăn vùng mắt luôn, cái bịch của nó đã mất tiêu trời. Rồi ok chị Hương Đỗ lấy một set nha, là dưỡng mắt em còn một set nữa là hết nha mấy chị. Dưỡng mắt em còn một set nữa là hết. Mấy cái này là không dám nhận đơn mấy chị đâu nha. Rồi ok chị Vân Kim thêm một set dưỡng mắt nữa là em hết nha. Là set dưỡng mắt em hết hàng rồi nha mấy chị. Mấy cái này không dám nhận đơn của mấy chị. Tại vì là nó có lúc có lúc không, không phải lúc nào cũng có hết. Thành ra em không có dám nhận hàng trước nha. Cứ đợi chừng nào có thì em like thôi. Rồi ở đây. Son dưỡng môi em hết rồi, son dưỡng môi em hết rồi, em còn cái hũ ủ môi thôi. Son dưỡng môi hết rồi. Cái son dưỡng môi em còn hai vỉ mà 60 ngàn Vaseline của Mỹ á. Son dưỡng môi là em còn cái Vaseline của Mỹ á. Rồi cái này là giá của nó là 220 ngàn một lọ nha mấy chị, 220 ngàn một lọ. Đây, một lọ của nó là 5 ml nha, một lọ của nó là 5 ml. Cái chai lớn của nó này mấy chị giá là 8 triệu mốt một chai nè, 50 ml nè. Cái tinh chất Ô Hui nè, cải thiện sắc tố tối màu và ngăn ngừa lão hóa nè mấy chị. Đó cái trang web Ô Hui chính hãng của mình đó. Cái lọ của nó là 8 triệu mốt nè, còn cái thằng này là 5 ml giá là 220 ngàn. Đó cái lọ này là chỉ có 50 ml thôi mà giá 8 triệu mốt nè. Không chị sâu á chị Lê Đầm ơi. Chị sâu đó. Đây. Sẵn có điện thoại cho mấy chị coi luôn nè ha. Chị Hương Đỗ chị chốt nè. Chị Vân Kim là chị lấy một set dưỡng mắt này, cái này là phần mềm là coi như là nó chính xác từng chút luôn á. Đó. Đó rồi xong rồi chị Hương Đỗ này dưỡng mắt một set nè, tới chị Vân Kim thêm một dưỡng mắt nè, tới chị này chị thấy không? Đó là chị sau nha. Rồi, cái này 220 em còn được 3 lọ nữa nha mấy chị ơi. Em còn được 3 lọ nữa. Giá là 220, chị nào lấy thì chốt cho em là lọ serum ha. Lọ serum vàng đi. Lọ serum vàng đi, cái micro axan á là micro là dạng cái hạt của nó nhỏ đó mấy chị. Nó sẽ thẩm thấu vô được sâu ở bên trong da của mình nha. Đó. Cái này là da chị nào mà da khô là xài đã luôn á, da khô, da thường, da dầu gì, nói chung là dài xài cho hợp cho mọi loại da, nhưng mà da khô là xài đã lắm. Giá là 220 ngàn, một cái lọ lớn của nó tới 8 triệu mấy lận. Rồi em coi thử còn cái gì nữa.
á, dưỡng mắt còn. Trời ơi, nguyên một nùi luôn đây. Chết chết, chị Lê Đậm rồi. Ok, chị Lê Đậm nha. Dưỡng mắt còn, chị nào lấy nữa cứ lấy đi. Trời ơi, đây, mới gửi có một túi về nữa nè. Có một túi nữa nè. Ok, chị Lê Đậm luôn nha. Rồi, dưỡng mắt còn này, có chị nào lấy nữa không? Dưỡng mắt nguyên túi về nè. Có một túi luôn. Dưỡng mắt có này, giá là 120 nha. Chị nào lấy dưỡng mắt thì dưỡng mắt em có luôn đó. Còn đó. Rồi cái hộp trà xanh này em sale cho mấy chị luôn nè. Thôi cái hộp này để Tết mang về. Tết mang về dùng đi. Cái tinh dầu thông đỏ em còn được hai hộp nữa nha mấy chị ơi. Cái tinh dầu thông đỏ em còn được hai hộp nữa nha. Giá là 2,5 triệu. Hàng sale là còn được hai hộp nữa đó. Hiện tại có ở shop luôn, là tinh dầu thông đỏ hàng sale là còn được hai hộp nha. Ủa Ngọc ơi, cái nước hoa hồng ở dưới còn mà Ngọc. Cái nước hoa hồng ở dưới còn hình như hai chai hay sao á, có mang lên cho chị luôn cái. Rồi cái hũ ủ môi nè, mắt thì mình cứ bôi trên mắt mình massage bình thường thôi chị, có gì đâu. Mắt thì chị cứ bôi lên mắt xong rồi chị dùng bình thường thôi. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Nga là cho chị serum, cái chai serum 220 đúng không chị? Chị dưỡng mắt cho chị Diệu Hiền nè, ok chị nha. Chị Phương Thúy lấy serum, serum 220 đúng không chị Phương Thúy ơi? Cái hũ ủ môi em còn được hai hũ nữa nha, giá 90. Cái hũ ủ môi em còn được hai hũ nữa nè, giá là 90.000 một hũ nha. Giá là 90.000 một hũ. Rồi em coi được, à đây. Nó thành collagen. Collagen đậm đặc luôn nè. Cái collagen đậm đặc luôn, một hộp của nó là 28 viên, cái liệu trình của nó là mấy chị xài 28 viên. Nếu như chị nào mà có điều kiện á, mình có thể mình sử dụng tiếp nữa cũng được ha, mình sử dụng tiếp nữa cũng được. Nó là collagen đậm đặc nha mấy chị. Viên collagen đậm đặc này khi mấy chị dùng cái da của mấy chị nó mướt kinh khủng luôn. Mình dùng đầu tiên thôi là mình đã thấy cái da của mình là nó mướt rượt luôn rồi. Cái này nó gan ti rồi. Nó gan ti, nó dán cái keo chỗ này rồi. Đây nè, cái viên của nó như vậy nè mấy chị. Ở cái hộp nó tròn ha. Thì mình cứ xoay xoay như vậy thì mình lấy cái từng cái viên ra. Cái viên nó là dạng viên nhọn, ở bên trong là cái tinh chất collagen đậm đặc nha mấy chị. Cái tinh chất collagen đậm đặc ha. Giá một hộp này, cái hộp và collagen viên này là 28 viên này là giá nhiêu Ngọc? Cái giá bán cái hộp 28 viên là nhiêu Ngọc ơi? 400 mấy. Đó, cái hộp này ha. Chị nào mà có điều kiện á, mấy chị thử dùng thử một hộp đi, mấy chị sẽ thấy cái da của mấy chị khác biệt liền. Khi mình bôi lên cái da của mình nó rất là mướt, nó rất là mịn luôn. Cái hộp mà thuốc nhuộm tóc này em sale cho mấy chị là còn 200 ngàn, là em lỗ 20 ngàn trong này luôn nè, có chị nào lấy không? Cái màu của nó là màu đen nha. 7G là cái màu nó màu đen, thuốc nhuộm tóc bạc nè, màu đen ha. À, ngũ cốc. Ngũ cốc em về hàng. Nói để em máy cho mấy chị coi. Em chỉ cho mấy chị cái cách pha nha, tại vì em đang đói bụng luôn nè. Rồi em chỉ cho mấy chị cái cách pha uống để mà mình giảm cân luôn. Cái gì vậy con? Cái gói ngũ cốc này, cái ngũ cốc là 380.000 một hộp. Một hộp của nó là 50 gói nha mấy chị. Một hộp của nó là 50 gói. Cái serum 28 viên này giá là 450 nha mấy chị. Đây. Cái ly này, cái ly đổi màu bên em cũng có bán luôn mấy chị. Cái ly này là 40.000 một ly, 75.000 hai ly nha. Hàng của quà tặng của Bia. Cái ly này là ly thủy tinh của Luminax nha mấy chị. Ly đổi màu, khi mà mấy chị chế nước nóng vô là cái hình này nè, nó sẽ chuyển sang màu trắng.
Và nó có chia vạch cho mình luôn. Nó có chia vạch nè, 100 nè, 150 nè, 190, 250, 350 ha. Đây bây giờ em khui ra nè, cái ngũ cốc nè. Đang đói bụng luôn. Thành thử khui ra luôn. Một cái gói ngũ cốc này nó chỉ có 85 calo thôi. Khi mà mấy chị muốn mà giảm cân á, là mấy chị một ngày người của mình ha, muốn không tăng cân thì một ngày cơ thể một người mà ít vận động là cái lượng calo một ngày là khoảng cỡ chừng 1.200. Nếu như mấy chị muốn giảm cân thì mấy chị phải ăn dưới 1.200 calo. Còn nếu như mà mấy chị muốn mà cân nặng nó giữ đều như vậy là mình ăn khoảng cỡ chừng 1.200 calo thôi. Mà 1.200 calo mấy chị cứ tính nha. Mấy chị mà ăn một tô bún bò ha, bún bò mà có giò vô là nó đã lên tới 500 mấy calo luôn rồi. Đó là một tô bún bò có giò. Còn nếu như một tô bún bình bò bình thường không có giò là nó ở cái mức là khoảng cỡ chừng 300 mấy. Mấy chị ăn một trái chuối thôi là đã 130 calo rồi. Đó, nhiều khi mấy chị nói ủa chị có ăn cái gì đâu, chị ăn rau xanh không? Nổi mấy chị ăn 100g rau xanh vô là nó cũng đã nạp vô cho mấy chị là coi như khoảng cỡ chừng 100 calo rồi. Thành thử là mình phải tính cái lượng calo nạp vào. Nên nhiều khi mấy chị cứ nói là ủa chị không có ăn cái gì hết, chị không có ăn cái gì hết mà chị mập, không phải đâu. Tại vì mấy chị không có tính cái lượng calo mà nạp vô. Một trái chuối mà 130 rồi. Đây, cái gói ngũ cốc này là nó là coi như là nó 70% là coi như là xay nhuyễn nha mấy chị. 30% còn lại là nó lợn cợn nha. 30% nó còn lại nó lợn cợn. Thì một gói như vậy nó chỉ có 85 calo thôi. Một cái gói ngũ cốc như vậy đó thì nó 85 calo ha. Thì bây giờ em sẽ bỏ cái hạt chia vô. Khi mấy chị dùng cái hạt chia vô thì nó sẽ no. Nó sẽ rất là no. Đó, cái hàm lượng hạt chia này nè mấy chị, thì coi như là cái chất béo nó bằng không này. Hạt chia này là hạt chia của Mỹ nha. Hạt chia này là chia ba màu mấy chị, nó ba loại chia, chia nâu, chia đen và chia trắng nha. Giá của một bịch hạt chia này là 290.000, 290.000 một gói. Một gói của nó là 340g nha mấy chị. Hiện tại là cái hạt chia này, cái loại này là nó dạng là thuộc một trong những loại tốt nhất đó. Do là nó tổng hợp ba cái loại hạt chia luôn ha. Thì đây, thì khi em dùng á, là em sẽ cho một muỗng như vậy luôn nè. Tại vì cái hạt chia của mình nó no mấy chị. Muỗng này là muỗng cà phê lớn đó nha. Hay da nó đổ. Đây. Đó, thì khi dùng là mấy chị cho một muỗng hạt chia này rồi. Rồi mình chế, ví dụ như cái ly này đúng không? Em chế là thường thường em chế một nửa nước. Rồi còn lại là lát nữa em sẽ đổ cái nước nguội vô là mình vừa uống luôn. Chứ nếu như mấy chị đổ mà cùng một lúc mà mấy chị đổ nước nóng vô luôn á, là mình đợi nó lâu á, là mình lười uống lắm. Mấy chị chế một nửa nước nguội vậy thôi, mình khuấy lên cho cái ngũ cốc nó chín đi. Rồi đợi một lát mấy chị chế cái nước nguội vô là nó vừa là mình dùng luôn. Chứ nếu như mà mấy chị mà đổ nước nóng vô là đợi nó nguội là nó rất là mình lười. Mình đợi nó nguội là mình lười uống lắm. Đó. Một buổi sáng mà mấy chị ăn cái này thôi là nó đầy đủ chất dinh dưỡng rồi và coi như nó tầm khoảng cỡ chừng 100 calo thôi. 100 calo thôi. Nếu như trưa trưa mà mấy chị hoặc là cái xế buổi mấy chị dùng là nó sẽ giảm cân. Chứ còn như mấy chị một buổi sáng mình ăn một tô bún là nó là 300 rồi. Đây nè, cái con này đã đổi màu nè, nãy mấy chị nhớ nó màu xanh không, bây giờ nó chuyển sang màu trắng nè. Cái ly á. Đó, cái ly nó có cái nắp đậy và nó có cái ống hút ở trên nữa ha. Giá của cái ly này em bán là 40.000 một ly á, còn hai ly là 75.000. Đó, rồi lát nữa chế cái nước nguội vô là uống là được luôn. Cái hạt chia nó làm cho mình no. Rồi cái ngũ cốc này nó ngon lắm luôn á, tại vì nó chỉ có 70% là xay nhuyễn, 30% còn lại là nó lợn cợn mấy chị, thành nữa mình uống nó không có ngán. Uống nó không có ngán nha, người ăn kiêng tiểu đường rồi gì là dùng ok được hết nha mấy chị. Giá là 380.000. Có mấy chị hỏi á, là sao chị mua ở bên ngoài, hôm bữa trước mà em hết một thời gian em không có về, mấy chị mua bên ngoài xong rồi nói là chị mua bên ngoài nó dở. Em không biết là lý do vì sao, có thể là nếu như cái vị, tại vì khi mà đi bằng đường vận chuyển bằng đường biển về thì không đến nỗi mà nó biến đổi mà nó thành dở đâu. Có thể là mấy chị mua trúng hàng giả đó. Chứ còn mà cái thằng này mà nếu như mà đi về bằng đường biển thì cái chất lượng nó không có thơm, cái kiểu là nó giảm thơm một chút thôi. Chứ còn mà nói mà để mà cái vị nó mà mình cảm nhận nó khác hẳn luôn á là coi chứ mấy chị mua trúng hàng giả nha. Nó là năm loại hạt, nó ốc chó này, hạt hướng dương này, hạt đậu phộng này, hạt sen với lại là hạt hạnh nhân. Giá là 380.000, 50 gói, mấy chị chia ra 380 mà chia ra cho 50 thì một gói nó không bao nhiêu hết trơn. Đó, mà hàm lượng của nó chỉ có 85 calo thôi. Đó, mấy chị muốn mà giảm cân hoặc là không có mập lên á, mấy chị phải tính cái calo nạp vô. Chứ nhiều chị cứ nói là trời ơi chị không có ăn cái gì hết trơn. Tại vì hiện tại là em đang mập á mấy chị, mà em đang lên tới 61 kg lận.
Em sợ mà lên ký nhiều á là coi như rất khó giảm xuống, mà hiện tại là thường thường sau sinh thì giảm ký nó nhanh, chứ còn mà để qua khoảng 6 tháng là giảm ký rất là lâu. Nên là bây giờ là em phải tính, em phải siết chặt cái calo của lại mà không ảnh hưởng tới bé bú á, do là bây giờ em đang cho bé bú nên không thể nào mà sử dụng các sản phẩm mà hỗ trợ giảm cân được. Nên là bây giờ em phải ăn uống làm sao mà phải tính toán cho nó hợp lý mà không ảnh hưởng tới sữa cho bé. Bán con trăm mấy là hàng giả chắc luôn rồi chị, bán một trăm mấy là hàng giả 1000% luôn rồi, chứ không thể nào mà một cái hộp mà 50 gói như vậy mà có 100 mấy là nó hàng giả đó. Đó hôm bữa trước chị nào mà nói em uống về cái vị nó cái vị nó khác, nó không có ngon mà nó hăng hăng á, là em nói với chị là mua đúng hàng giả đó. Chứ còn mà nếu như về nó khác nhau giữa cái đường biển và cái đường bay á, là có thể là cái mùi của nó giảm cái mùi thơm lại một chút thôi, chứ còn mà để mà phân biệt mà khác vị hẳn như vậy là không không thể nào. 50 gói á chị, 50 gói á. Ok chị Ngô Mai nha. Ok chị Ngô Mai. Nhiều chị không biết á, trời ơi, mấy chị ham rẻ. Mấy chị ham rẻ, mấy chị mua một cái là coi như ví dụ như nha, cái giá em bán đúng không? Mấy chị thấy cái chỗ khác, người ta có thể người ta chênh lệch tầm khoảng, ví dụ những cái món mà nó khoảng cỡ chừng 200-300 ngàn đô lại, người ta chênh lệch khoảng cỡ chừng 20-30 ngàn á, hoặc là 50 ngàn đô lại thôi nha, chứ mà không thể nào mà trên 50 ngàn đâu. Là có thể là ví dụ như người ta nhập số lượng nhiều về, rồi nó tặng cái món này, nó tặng món kia, ví dụ như là mua 20 món được tặng một món hay tặng hai món gì đó, thì cái món đó người ta cầm vô, người ta trừ ra thì coi như là nó sẽ rẻ hơn. Đó là theo cái kiểu là người ta kinh doanh thì có thể người ta rẻ hơn như vậy. Còn em á, là cái kiểu là thứ nhất á, là chị em bà đi mua thì nói chị nhờ chị đi mua, nhưng mà cũng phải là chia hoa hồng lại cho chị, chứ đâu phải là mua là coi như là miễn phí đâu mấy chị. Đó thì coi như là em tốn ở cái phần chi phí cho chị mua một tí ha. Xong rồi á, là em là dạng đi mua lẻ, ví dụ như chị chỉ vô siêu thị chỉ mua đó, chứ không phải là dạng mà mua ví dụ như người ta ký hợp đồng, người ta mua cả ngàn cả mấy trăm ngàn như em, ví dụ như 100-200 món một loại mà 100-200 cái, đó là đi mua lẻ lại thì về là coi như có thể là cái giá thành nó sẽ cao hơn, nhưng mà nó không có quá cao đâu mấy chị, nó không có quá cao mà chênh lệch mà một nửa giá như vậy đâu. Rồi. Cái G5 là đợi đặt hàng nha chị Tuyết Vân ơi. Cái G5 đợi đặt hàng nha. Trời ơi, em năn nỉ có chị nào mà nhuộm màu đen không, lấy giùm em cái G7 này em sale cho mấy chị còn 200 ngàn luôn. Cái G7 này là cái màu đen. Cái này là màu đen ha. Bữa trước chị nào đặt em màu 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 đen này, trời ơi, em đã nói trước rồi, em nói cái màu đen á là thường thường mấy chị mà hơi trẻ trẻ mấy chị nên nhuộm cái màu nâu nâu hoặc dẻ, chứ mấy chị nhuộm cái màu đen là phải lớn tuổi kìa, phải 65-70 tuổi kìa, 65 tuổi rồi đó thì nhuộm cái màu đen nó hợp. Chứ còn mà ví dụ như khoảng cỡ chừng 50 rồi mà mấy chị nhuộm màu đen thì nó hơi cứng tuổi, mà một hai cứ lấy cái màu đen về mà em dở một cái là em không có chịu lấy tiền cọc trước đó, cuối cùng về xong rồi xả ra em bị tồn một cái G7 đó đó. Em sale còn 200 ngàn luôn, sale lỗ 20 ngàn luôn, không có chị nào hốt hốt giùm em luôn. Rồi cái ngũ cốc có chị nào lấy nữa thì báo em nha. Giống như cái nho Mỹ, mấy chị cái nho Mỹ á, là coi như là có nhiều shop nó bán rẻ, nó bán có 70-75 ngàn mà nho Mỹ đào ra cái giá đó. Rồi bây giờ sao mà không hiểu là hàng giả cái thời buổi gì mà hàng giả nó quá trời quá đất luôn, nó lộng hành kinh khủng. À, ở đây. Chai nhỏ kế chai màu vàng có phải mật ong không Diễm? Dạ không chị, cái chai đó là cái chai sữa tắm hoa lài, giá là 230 ngàn, hàng của Pháp, nó thơm lắm luôn á. Cái chai đó là chai sữa tắm nha. Rồi em kết thúc like luôn nha mấy chị ơi. À, mấy chị coi lại like á, mấy chị muốn đặt hàng gì thì có gì mấy chị inbox cho em ha. Mấy chị inbox cho em nha. Rồi hàng Pháp em chốt lại một lần nữa cho mấy chị đang xem like. Hàng Pháp đợt này về có mấy món á, mà nó hay á. Một là cái chai nước hoa này nha, giá là 350 ngàn giá sale. Cái mùi của nó là 99% là cái mùi giống cái mùi Chanel Coco á mấy chị. Nhưng mà cái hương, cái độ lưu hương của nó thì nó không lâu bằng nha. Đó, chai Chanel Coco thì giá tới 3 triệu mấy 4 triệu, mà cái này thì 300 rưỡi thôi, giá nó đang sale. Bình thường là giá của nó tầm khoảng 500 mấy, 500 rưỡi. Đó thì giá sale là 300 rưỡi nha, là nước hoa sinh ly 50 ml. Hàng của Pháp, hoàn toàn là hàng Pháp đi về bằng đường bay hết nha mấy chị. Rồi cái chai tiếp theo là cái chai canxi ha. Rồi thuốc trĩ em cũng có luôn nè.
Táo đỏ em không có về chị ơi. Trời ơi, táo đỏ hôm bữa trước em bị mắng vốn mấy lần em mệt ghê luôn á. Do là em bán táo đỏ là 280 ngàn, cái đợt mà vô chín mùa của nó là 250. Xong rồi biết bao nhiêu chị cứ nhắn nhắn tin vô, mấy chị cứ kiểu đặt hàng rồi á, xong rồi cứ nhắn vô xã chụp hình cái shop khác đang đang live bán là có 150, rồi 120 ngàn một hộp, mà em giải thích không biết bao nhiêu lần luôn rồi á, làm em mệt luôn. Thành thử em mới nói là bữa sau mà mấy chị có chịu thì coi như em ấy về từng hộp bán mấy chị đặt, chứ còn mà em không có lấy số lượng về bán như hồi trước nữa. Dạ rồi, ok chị Phạm Thảo nha. Cái táo đỏ bây giờ cái loại đó nó làm hàng giả dữ quá đó, còn không thì để bữa nào em nghiên cứu cái loại táo khác đi. Em nghiên cứu cái, nói chị em phải đi tìm cái loại táo khác không phải cái loại đó nữa đi. Cái loại táo khác thì giá nó hơi cao hơn một xíu. Thì nói cái loại, mua cái loại khác đi để tránh trùng với cái táo đó, tại vì cái táo nó bây giờ hàng giả, hàng Trung Quốc đó, nó giả, cái đó là hàng Trung Quốc đó mấy chị. Cái táo mà nó bán cho mấy chị 120, 150 một hộp y chang như cái hàng mà em bán á là Trung Quốc nó giả đó. Rồi, có chị nào lấy món gì nữa không? Có nước hoa nam em có được 3 lọ nha mấy chị, của Hermes nè, giá là 380 á nha. Hàng này là nước hoa của Pháp luôn nha. Nước hoa Pháp luôn nha mấy chị, 380 ngàn một lọ là có 3 lọ thôi. Có 3 lọ thôi. Rồi em kết thúc like ở đây luôn nha. Bye bye mấy chị nha. Ok chị Phạm Thảo một chốt với chị một chai nước hoa. À, khoảng thứ hai thứ ba gì đó hàng Mỹ nó về là nó có về nước hoa chai lớn á, thì em sẽ chiết cho mấy chị nha. Cái gì ta, cái gì mà hồi nãy đàn ông xài được không chị Nguyễn Nga, nãy chị chốt cái gì em quên mất tiêu rồi. Serum hả chị? Serum hả? Ủa, chị cho ai xài mà sao đàn ông xài? Hồi nãy chị chốt cái serum đúng không? Cái chai serum vàng đúng không? Được chứ, da đàn ông da nữ gì xài cũng được. Mà tại vì hồi giờ em mới thấy, ít khi nào thấy đàn ông mà dưỡng da. Cái chai serum vàng này nam nữ gì xài không được. Kem dưỡng mà nam nữ gì xài không được mấy chị. Rồi ok em kết thúc like luôn nha. Bye bye mấy chị nha. Có gì mấy chị inbox ha.